chương 2381, 2381 lại tới một người cô cô. Diêu Vĩnh Hạo cùng cơ thương cũng rất là kỳ quái, bọn hắn lúc trước đã ở thánh điện trước mặt chứng kiến cái kia đủ để vang dội cổ kim tất cả. Giờ phút này nhìn thấy trước mắt hư không nữ tử kia, vì đó âm thầm kinh ngạc. Cái kia động lòng người cô gái tuyệt mỹ, lại là cùng cái kia tự xưng đại bằng hoàng thanh niên bộ dáng rất giống nhau. Là thiếu cảnh cô cô thiếu cảnh cô cô, mà khi nhìn thấy cái kia siêu tục ngạo thế nữ tử. Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá tại sững sờ về sau, càng là khuôn mặt vui mừng bắt đầu. Ầm ầm, hư không lần thứ hai có ba động từ phía bên phải phương hướng. Có ba bóng người như là xé rách hư không, như thiểm điện giáng lâm. Ba bóng người xuất hiện, không gian nổi lên ba động. Ba cỗ cực kỳ hùng hồn khí tức từ trên cao lan tràn mà ra, để chỗ người linh hồn phát run ngắn ngủi trong nháy mắt ba bóng người chính là xuất hiện ở quỷ dị giữa không trung bên trên. Để phiến thiên địa này cũng không hình run lên. Cái này ba bóng người đi đầu chính là một cái ngũ tuần bộ dáng đại hán, lộ ra cực kỳ tuổi trẻ. Một chương tựa hồ làm sao nhìn đều cũng có chút khuôn mặt của hèn mọn bên trên. Lại là có một loại tựa hồ hoàn toàn rất không có khả năng xuất hiện ở cái kia một chương có. Chút hèn mọn trên gương mặt thần vận bên trái một thanh niên thân mang lam trường bào màu trắng thân ảnh thẳng tắp tự dưng cho người ta một loại hung thú vậy cảm giác phía bên phải là một ánh mắt sắc bén thanh niên áo bào đen thân hình thon dài gầy gò hơi cúi đầu trên trán vỡ nát tóc cắt ngang trán phủ xuống đến che khuất mặt mày đông đảo ánh mắt nhìn soi mói thanh niên áo bào đen chầm chậm, chậm ngẩng đầu vỡ nát tóc cắt ngang chán bao trùm dưới, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sắc bén, sóng mũi cao. Môi mỏng ngậm lấy cao ngạo, trước tiên ánh mắt rơi vào đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu hoàng ngang bên trên, khẽ gật đầu một cái. Mà khi nhìn thấy cái này lần thứ hai xuất hiện ba bóng người về sau. Đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá vốn là sẽ chết khuôn mặt của kinh hỉ bên trên trực tiếp có chút. Ngạc nhiên, sau đó cuồng hỉ. Là thanh thuần đại bá dạ phiêu lăng thúc thúc cùng thiên cổ ngọc thúc thúc đỗ tiểu bá đỗ tiểu hoàng cao hứng không thôi giờ phút này tới ba người này chính là thánh trận đồng tử chân thanh thuần thiên tướng thập bát vệ nhân vật thủ lĩnh dạ phiêu lăng cùng thiên cổ ngọc lần này tiến vào cái này hung địa thiên tướng thập bát vệ cũng chỉ có hai người bọn họ chân thanh thuần đối với đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh gật đầu ra hiệu về sau ánh mắt đảo qua đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá hai người sau đó quét mắt bốn phía sinh linh một chương nhìn như khuôn mặt của hèn mọn bên trên sau đó nổi lên lãnh ý oanh theo cái này ba bóng người trong lúc bất chợt xuất hiện hư không bên trên tái khởi gợn sóng lại là hai bóng người phá không mà hiện một cái trung niên cùng một lão già trung niên tóc dài phiêu động trường bào phần phật toàn thân bao vây lấy nhàn nhạt lôi quang gương mặt cương nghị, trường mi tà phi nhập tấn, nồng vảnh lên trường tiệp. Nhu tan nguyên bản mới vừa lăng có lực hình dáng, tuấn lãng anh tuấn. Lão giả vẻ già nua, nhưng hai con ngươi lại giống như là ẩn chứa lôi hải. Ra ra, mà khi cái kia trung niên xuất hiện, đỗ tiểu hoàng đang vui mừng. Trước tiên trực tiếp bay nhào tới, thanh âm non nớt quanh quẩn ở tại hư không? Ra ra, phụ thân. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu cảnh tiến lên, Đỗ Tiểu Yêu, Trần Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng. Thiên Cổ Ngọc gật đầu. Cái này một cái trung niên, chính là Lôi Đình Chiến Vương Đỗ Đình Hiên. Mà lão già cũng chính là đi theo tiến vào cái này hung địa Lôi lão. Đây quả thật là cả một nhà a. À. Ông trời ơi, cái này thực sự rước lấy một nhà. Làm dạng này lần lượt từng bóng người dáng lâm, bốn phía sinh linh cường giả liên tiếp rung động, lập tức đến triệt để trợn tròn mắt cái này vây công một cái trí tôn nghĩ hoàng, ai biết thật sự chính là chọc tới cả một nhà đến. Một cái còn nhỏ trí tôn nghĩ hoàng một nhà là kinh khủng như vậy, lần này khác cả một nhà. Gia Gia cô cô thúc thúc đều xuất hiện, thực lực như thế nào lại yếu. Cơ thương, diêu vĩnh hạo, huyền điêu. Giờ phút này bao quát huyết bào lão tổ cũng ánh mắt liên tiếp nổi lên ba động. Cái kia từng đạo từng đạo phủ xuống thân ảnh, khí tức trên thân đều rất là phức tạp đặc biệt là thanh niên mặc áo vàng kia tiểu thiếu nữ còn có cái kia động lòng người siêu tục ngạo thế nữ tử cùng cao ngất kia trung niên để bọn họ đều là cảm giác được thâm bất khả chắc không sao có ra ra tại đỗ đình hiên ngồi xuống thân thể vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia bàng trên mặt tuấn lãng khuôn mặt của anh tuấn bên trên lộ ra ý cười toàn ra tới đông đủ chưa huyết bào lão tổ khuôn mặt âm trầm trên người huyết khí trầm chậm ba động ánh mắt quét mắt vừa mới liên tiếp xuất hiện tiểu tinh tinh, đỗ đình hiên. Trần Thanh Thuần đám người, lấy tu vi của hắn thực lực toàn bộ thú minh cùng nhân tộc. Cũng không có mấy người có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Mặc dù cảm giác được một số không giống bình thường, nhưng giờ phút này cũng không có để ý nhiều. Thiếu cảnh, tiểu yêu, tiểu tinh tinh, ba người các ngươi đối phó lão gia hỏa kia. Còn dư lại đều giao cho chúng ta liền tốt. Đỗ Đình Hiên đứng dậy, đem Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá kéo về phía sau. Mắt thấy bốn phía một chút, đưa huyết bào lão tổ, huyền điêu, diêu vĩnh hạo. Cơ thương bọn người trên thân đảo qua. Vừa mới lộ cười tuấn lãng khuôn mặt của anh Tuấn bên trên, lôi quang hai con ngươi thâm thúy. Sát ý trầm chậm tràn ngập nhưng cảm xúc thủy chung như một giống như là bàn thạch. Không có vấn đề. Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh, đỗ thiếu cảnh gật đầu. Cảm giác giờ phút này huyết bào lão tổ khí tức trên thân, ba người khuôn mặt mang lạnh. Không có bất kỳ cái gì chủ quan, trước mắt cái này sinh linh hình người quỷ dị, không thể tầm thường so sánh. Đỗ Đình Hiên gật đầu, thân ảnh thẳng tắp tựa như trường thương, thẳng tắp mà lăng lệ. Làm bình hòa thoại âm rơi xuống, nó sát ý tràn ngập xong đồng dần dần sắc bén lại. Bắt đầu lôi quang ba động. Ông, Dạ Phiêu Lăng vung tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm ánh mắt bên trong bắt đầu lộ ra lạnh thấu xương sắc bén. Thiên cổ ngọc trên người trường bào phần Phật chấn động, trường thương nơi tay. Trên người tựa như hung thú vậy khí tức phun cháo. Chân thanh thuần trên người có sát khí ba động. Cái kia hèn mọn lại là lộ ra khuôn mặt của đạo uẩn bên trên. Hai con ngươi hàn quang tại nhấp nhô. Cảm giác trên lần lượt từng bóng người kia khí tức ba động. Bốn phía sinh linh cường giả âm thầm mắt rung động, diêu vĩnh hạo cơ thương các loại cũng nhân tộc cường giả cũng âm thầm biến sắc. Những cái này thần bí người tới tựa hồ đem bọn hắn cũng coi là. Thậm chí không có đem ở đây tất cả cường giả nhiều để ở trong mắt. Đỗ tiểu hoàng, đỗ tiểu bá, các ngươi tiểu độc tử có biết sai. Ở nơi này đại chiến hết sức căng thẳng thời khác. Có dạng này một thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến đồng dạng thanh âm từ xa mà đến gần. Như là từ hư không bên trong thẩm thấu mà ra mà khi thanh âm này vừa mới truyền ra, tiểu tinh tinh, đỗ tiểu yêu, đỗ thiếu cảnh. Đỗ đình hiên, chân thanh thuần, dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc. Lồi lão mấy người chẳng lẽ trên mặt mang theo ý cười, rất là kỳ quái ý cười. Mà đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá hai người, theo bản năng có chút sững sờ. Giống như là phạm sai lầm hai tử, nhưng lập tức một cái chớp mắt mà thôi. Hai tấm non nớt gương mặt bên trên, chính là sông lên mừng như điên nhất thần sắc dạng này một thanh âm truyền đến, huyết bào lão tổ trước tiên cũng âm thầm biến sắc. Hắn thế mà không có cảm giác được có người ở tới gần. Nhìn cái kia trí tôn nghĩ hoàng các loại thần sắc tựa hồ lại là nó gia tộc người. Các phương động dung bên trong, hư không bên trên tựa như là bị vỡ ra một vết nứt. Một bóng người lặng yên từ bên trong vết nứt không gian bước ra. Đây là một cái nhìn như 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên mái tóc đen dài phiêu động khuôn mặt cương nghị sắc nhọn trí thân hình hơi có vẻ gầy gò nhưng thẳng tắp quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động chỉ là theo dạng này một bóng người xuất hiện bốn phía hư không tự dưng ở giữa khẽ run lên cha thiếu phủ thúc thanh âm non nớt lộ ra không cách nào che giấu cuồng hỉ hai đạo thân ảnh nho nhỏ phóng lên tận trời như là nhanh như tia chớp xông về một cái kia thanh niên áo bào tím mà đến đỗ tiểu hoàng càng là giang hai cánh tay trong nháy mắt nhào vào người tới trong ngực giờ phút này một cái thanh niên áo bào tím chính là đến đây thiên viêm từ cốc đỗ thiếu phủ chiếm được đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá tin tức của hai người một đường cấp tốc tìm kiếm rốt cục chạy tới nơi đây là hắn đại bằng hoàng thế nào lại là hắn hắn thực sự không chết mà khi đỗ thiếu phủ hiện thân cơ ra Diêu gia cùng ở đây không ít nhân tộc cường giả lập tức đưa mắt nhìn nhau, vì đó rung động mắt. Diêu thiên vũ, cơ thiên tinh rung động mắt ban đầu ở thánh điện trước đó. Như thế một thanh niên chấn động cả nhân tộc, loại kia phong độ tuyệt thế. Tuyệt thế trí tôn chi tư, bọn hắn làm sao biết quên, đóng dấu ở trong lòng của bọn hắn. Không có khả năng quên. Tiểu độc tử, làm sao như thế không nghe gương mặt căng thẳng bên trên khi nhìn thấy cái kia thân ảnh nho nhỏ lao thẳng tới mà đến. Đỗ thiếu phủ cũng giang hai cánh tay ra, đem ôm vào trong ngực. Chẳng qua là khi trong nháy mắt nhìn thấy cái kia một chương non nớt lại là khuôn mặt của ảm. Đạm cảm giác được cái kia ề oải hư nhược khí tức. Lập tức lời nói của trách cư chính là nuốt xuống yết hầu, gương mặt căng thẳng thần sắc. Trong nháy mắt bị sự đau lòng của vô cùng thay thế. Thiếu phủ thúc, Đỗ Tiểu Bá đến rồi đỗ thiếu phủ bên người, không sợ trời không sợ đất hắn. Ngoại trừ sư phụ già Lâu Tuyệt Vũ bên ngoài, sợ nhất người chính là người trước mắt. Nhưng loại này sợ càng nhiều hơn chính là kính sợ. Không có sao chứ? Đỗ thiếu phủ một tay ôm Đỗ Tiểu Hoàng, một tay đem Đỗ Tiểu Bá khóe miệng một chút vết máu lau sạch sẽ. Không có tiếp tục nửa phần trách cứ, tràn đầy đau lòng. Thiếu phủ thúc ta không sao? Đỗ Tiểu Bá mắt hiện vui vẻ, nhìn Đỗ thiếu phủ không có ý trách cứ, lúc này mới yên tâm lại. "Chà, chính là bọn họ, bọn hắn nhiều người như vậy khi phụ ta cùng tiểu bá ca. Nếu không phải tiểu yêu thúc thúc đến rồi, ngươi sợ là không gặp được con gái ngươi." Đỗ Tiểu Hoàng ánh mắt đảo qua huyết bào lão tổ, huyền điêu các loại. Khuôn mặt thần sắc rất ủy khuất, nhìn thấy Đỗ Tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh, Đỗ thiếu cảnh nàng mừng rỡ không thôi nhưng giờ phút này chỉ có phụ thân của ở trước mắt trước mặt mới cảm giác được ủy khuất mới chính thức giống như là bên ngoài bị khi phụ hài tử đều nhanh chảy nước mắt cha đã biết đỗ thiếu phủ lau sạch lấy cái kia người vật vô hại vậy trên gương mặt nước mắt giờ phút này tâm đều muốn bị hòa tan vậy hữu tâm đau nhức vô cùng thật đúng là toàn gia a à. Thành niên kia là cái kia trí tôn nghĩ hoàng cha toàn trường ngạc nhiên, khó mà hoàn hồn, đặc biệt là trong nhân tộc một chút cường giả. Bọn hắn nhận biết đỗ thiếu phủ, có thể giờ phút này càng là mắt trợn tròn. Cái kia đại bằng hoàng thế mà lại là cái kia trí tôn nghĩ hoàng cha. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ đến rõ ràng. Cha, ca ca, thiếu phủ, tiểu tinh tinh, đỗ thiếu cảnh, chân thanh thuần chờ thêm trước. Gặp qua đại bằng hoàng, dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc hành lễ nhìn thấy trước mắt lần lượt từng bóng người. Đỗ thiếu phủ trên mặt lần thứ hai đã tuôn ra tiếu dung. Đại bằng hoàng, hắn chính là đại bằng hoàng. Chương 2382, 2382, nguyên lai bọn họ là một nhà. Càng ngày càng nhiều sinh linh trợn tròn mắt đại bằng hoàng danh hào này. Đã sớm tại nhân tộc cùng thú minh bên trong truyền ra. Chính là hắn, tại nhân tộc thánh điện lưu danh, lực áp rất nhiều tuyệt thế trí tôn hắn đánh chết tứ dực yêu xà nhất tộc si học từng đánh chết bào hào nhất tộc bào ngạc. Trọng thương qua giao thiên viêm phượng nhất tộc phượng tẫn. Truyền thuyết hắn đã trải qua hao tổn, xem ra hắn sống tiếp được, chưa từng vẫn lạc. Bốn phía sinh linh trong cường giả, không ngừng có thanh âm kinh hãi truyền ra. Mà nghe thanh âm như vậy, huyết bào lão tổ thần sắc lại là càng ngày càng âm trầm, bào dục Bào ngạc đều là hắn hậu nhân, chính là chết tại trước mắt trong tay thanh niên kia tiểu tử bào dục cùng bào ngạc chính là ngươi giết chết huyết bào lão tổ theo dõi đỗ thiếu phủ khuôn mặt của âm trầm bên trên hàn ý băng lãnh ánh mắt âm hàn đỗ thiếu phủ hướng về phía đỗ tiểu hoàng cười một tiếng đem buông xuống lúc này mới quay người nhìn hướng về phía huyết bào lão tổ trên mặt vừa mới nhộn nhạo nhàn nhạt mỉm cười chầm chậm thu liễm sau đó không để ý đến huyết bào lão tổ ánh mắt từ bốn phía tại sinh linh trên người đảo qua gặp được diêu gia cùng người cơ gia chỉ là nhìn thêm một cái ánh mắt không có lưu lại lão gia hỏa kia cũng không yếu đỗ thiếu cảnh đến rồi đỗ thiếu phủ bên người khuôn mặt của siêu trần thoát tục bên trên hai con ngươi nhìn qua đỗ thiếu phủ linh hoạt kỳ ảo song đồng như tinh thần đang lóe lên không có không quá để ý đỗ thiếu phủ cười nhạt một tiếng thân ảnh chầm chậm đạp không một bước đi ra dưới chân hư không đang dập dờn lần thứ hai nhìn ở tại trên người huyết bào lão tổ lại là nói với đỗ thiếu cảnh đích xác không kém đỗ thiếu cảnh cũng đi về phía trước ra một bước thanh y váy dài theo gió mà động sợi tóc múa nhẹ là như vậy xuất trần mà ngạo thế tự có lấy một cổ khí thế vô hình làm cho giờ phút này chẳng biết tại sao hư không cũng đột nhiên yên lặng ở tại cái này hai huynh muội bốn phía giống như là toàn bộ hư không trong lúc lặng lẽ đã vì bọn hắn mà ngưng kết. Xem ra hôm nay thu hoạch thật đúng là sẽ không thiếu. Âm trầm thanh âm truyền ra, Huyết bào lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người Đỗ thiếu phủ. Hàn ý từ hai con ngươi chỗ sâu tuôn ra, nói, thúc thủ chịu chói. Vẫn là muốn để cho ta xuất thủ. Trước mắt thanh niên này là đánh giết bào dục cùng bào ngạc chính chủ. Huyết bào lão tổ tự nhiên là sẽ không tính toán buông tha. Bất quá đây chính là phía trên tòa thánh điện lưu danh tuyệt thế trí tôn. Huyết bào lão tổ cũng cũng không tính ngay tại chỗ đánh giết, lưu chi có lẽ có đại dụng. Sắp đại chiến, huyết bào lão tổ tiếng nói truyền ra, bốn phía sinh linh cường giả cũng lấy lại tinh thần đến. Đại bằng hoàng xuất hiện, lúc trước bị đánh chết bào dục cùng bào ngạc. Đều là huyết bào lão tổ hậu nhân A. Tiếp xuống sợ là một trận đại chiến đã trải qua tránh không được cha, lão già này có chút thực lực, bất quá chúng ta tăng thêm Đỗ Tiểu Yêu mới có thể thu thập." Tiểu Tinh Tinh chậm rãi bước ra, hơi ngẩng đầu, liếc mắt trước huyết bào lão tổ một chút. Đỗ Thiếu phủ ánh mắt đảo qua phía trước huyết bào lão tổ, sau đó nhìn qua tại chỗ Huyền Điêu. Diêu Vĩnh Hạo, cơ thương các loại, thần sắc rất bình tĩnh. Nhưng từ không hình bên trong khí tức trên thân, Đỗ Thiếu phủ chính là không khó cảm giác được ở đây mạnh nhất thuộc về trước mắt cái kia bào hào nhất tộc lão giả. Tiếp theo tựa hồ là cổ lan thiên điêu nhất tộc một cường giả. Còn có diêu gia cùng cơ ra hai cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Ban đầu ở thánh điện trước đó từng gặp, mà cái kia bào hào nhất tộc lão tổ. Để đỗ thiếu phủ xem chừng sợ là so với lôi dương còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Hẳn là thánh thú cảnh hậu kỳ đã trải qua tới gần hậu kỳ đỉnh phong tu vi ứng phó có lẽ sẽ tương đối khó giải quyết ngay tại đỗ thiếu phủ ánh mắt dò xét ở giữa huyền điêu ánh mắt nhìn qua đỗ thiếu phủ bên trong vỗ cánh khí tức có chút ba động hung đồng bên trong lộ ra một vòng xâm nhiên cười lạnh tiểu tử vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói theo chúng ta hồi thú minh đi huyền điêu vỗ cánh có khí tức đáng sợ ba động trong lúc vô hình một cỗ đáng sợ uy áp phóng thích nó tự biết thực lực tu vi không bằng Huyết Bào lão tổ, nhưng loại thời điểm này cũng không thể để chỗ tốt để Huyết Bào lão tổ độc chiếm. Đỗ Thiếu phủ ánh mắt lướt qua huyền điêu, sau đó nhìn hướng về phía nhân tộc đội hình. Sau này nhìn chăm chú ở tại Diêu Vĩnh Hạo cùng trên người cơ thương. Thần sắc mang theo nhàn nhạt lãnh ý, đối với sau lưng Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá hỏi. Vừa mới nhân tộc nhưng có người ra tay với các ngươi rồi? có đều không phải là cái gì người tốt đỗ tiểu hoàng quyết miệng nói ra về sau những không có đó xuất thủ nhưng không có lòng tốt đỗ tiểu bá mắt thấy diêu vĩnh hạo cùng cơ thương nói ra diêu gia cùng người cơ gia bây giờ có thể đi nếu là lưu ở nơi đây ta sẽ không khách khí đỗ thiếu phủ mắt thấy diêu gia cùng người cơ gia nói ra đừng quá cuồng vọng ngươi trung quy là nhân tộc giao gia phượng hoàng chân noãn chúng ta tự nhiên sẽ tương trợ ngươi đối phó thú minh. Diêu ra bên trong, diêu vĩnh hạo sau lưng. Có một cái gầy còm lão giả mắt thấy đỗ thiếu phủ cắn răng nói ra. Phượng Hoàng chân noãn đó là trí bảo, cho dù là giao cho thánh điện. Đến lúc đó diêu ra cũng có thể có được chỗ tốt to lớn, nếu là vì Phượng Hoàng chân noãn. Cho dù là giờ phút này đối phó huyết bào lão tổ. Nhân tộc hiện tại nhân số cũng không phải là ít tiểu tử kia mấy người bên cạnh tựa hồ cũng không đơn giản cũng có thể một trận chiến đại bằng hoàng cái này huyết bào lão tổ là bào hào nhất tộc lão tổ tu vi đã trải qua tiếp cận thánh thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong chúng ta liên thủ có lẽ có thể chống lại đến nhân tộc chúng ta cường giả đỉnh cao đến đây cơ thương mở miệng khuôn mặt âm thầm ba động nghe không rõ ràng sao hay là cho các ngươi mặt lăn nếu không ta sẽ không khách khí đỗ thiếu phủ nhìn thẳng cơ thương cơ gia cùng diêu gia suy nghĩ đỗ thiếu phủ làm sao biết không rõ ràng đánh chính là theo như đồn đại rơi vào đỗ tiểu hoàng đỗ tiểu bá trên người phượng hoàng chân noãn chủ ý như thế nào lại là thật tâm muốn hỗ trợ đối phó giờ phút này thú minh người tiểu tử ngươi quá cuồng vọng diêu gia bên trong vừa mới mở miệng lão giả sắc mặt rất khó coi nghe đỗ thiếu phủ bực này hoàn toàn không khách khí diêu gia cùng cơ gia cường giả chưa từng bị người như thế quát lớn qua, cũng sắc mặt cũng đẹp không đi nơi nào. Cho dù là diêu vĩnh hạo cùng cơ thương, bọn hắn thân là diêu gia cùng cơ gia thánh tổ cấp bậc cường già. Dậm chân một cái cũng sẽ để tứ phương vân động chính là nhân vật. Giờ phút này cũng mặt mo âm trầm xuống. Đỗ thiếu phủ bình tĩnh thần sắc cũng dần dần chìm mấy phần. Đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá bị trọng thương. Diêu gia người cơ gia giờ phút này còn muốn nghĩ cách nếu không phải đáp ứng giao ra phượng hoàng chân noãn sợ là đến lúc đó cũng sẽ không ra tay tương trợ mà là lưu tại một bên muốn đến lúc đó ngư ông đắc lợi cho các ngươi lăn cơ hội là các ngươi không cần đỗ thiếu phủ ánh mắt đảo qua diêu ra người cơ gia lắc đầu từ tốn nói cha không cần khách khí với bọn gia hỏa này dám đả thương tiểu hoàng cùng tiểu bá diệt tất cả liên tốt Tiểu tinh tinh chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía sinh linh cường giả. Trong hai con ngươi ngọn lửa màu vàng yêu dị vô cùng. Ngược lại là đủ cuồng vọng, lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Huyền điêu hung đồng trầm xuống, to lớn trong mắt phù văn càng ngày càng lóa mắt. Bén nhọn khóe miệng lướt qua nhe răng cười. Một cỗ bàng bạc khí thế hung hãn chính là quét sạch mà ra. Thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong khí thế trong nháy mắt quét sạch mà ra bốn phía thực lực tu vi không đủ sinh linh cường giả chẳng lẽ bị chèn ép không thở nổi. Đỗ thiếu phủ đôi mắt hơi khép, bàn chân lặng yên bước ra mấy bước cách đỗ tiểu hoàng cùng đỗ. Tiểu bá xa một chút trong hai con ngươi. Có kim quang nhàn nhạt kim quang ở trong mắt xuyên toa. ầm hư không run lên, huyền điêu cái kia khổng lồ thân thể dương cánh giả thiên vậy. Thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước người hư không? cường hãn năng lượng kình phong ba động nhanh như thiểm điện trong nháy mắt hướng về phía đỗ thiếu phủ đánh giết mà hạ hư không rung động bầu trời oanh minh rất rõ ràng huyền điêu không có bất kỳ cái gì lưu thủ ban đầu ở thú minh phượng tẫn cùng long thích tại trong tay tiểu tử kia đều ăn thiếu huyền điêu ngày đó mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng là nghe nói qua biết phượng tẫn thực lực so với nó đến cũng không kém bao nhiêu bởi vậy cũng không dám khinh thường nếu là đem tiểu tử này trấn áp đến một lần có thể làm cho huyết bào lão tổ không cách nào chiếm tất cả chỗ tốt là cổ lan thiên điêu nhất tộc dành một phen cơ duyên còn có thể chèn ép một chút giao thiên viêm phượng nhất tộc một công ba việc cho nên nó mới có thể trong nháy mắt xuất thủ huyền điêu động thủ cái này đại bằng hoàng lại là đối thủ sao theo huyền điêu đột nhiên xuất thủ mặc dù là đang lúc mọi người trong dự liệu nhưng vẫn là để chúng thú kinh ngạc suy tốc độ quá nhanh huyền điêu cái kia bản thể khổng lồ xuất hiện ở đỗ thiếu phủ trước người hư không khí tức đáng sợ uy áp theo một đạo lăng lệ trào ấn xé rách hư không mang theo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện ở đỉnh đầu của đỗ thiếu phủ mà ở giờ phút này đỗ thiếu cảnh đỗ tiểu yêu đỗ đình hiên tiểu tinh tinh các loại đều là phong khinh vân đạm không có bất kỳ cái gì để ý như vậy một đạo lăng lệ chảo ấn xé rách hư không mà xuống, đỗ thiếu phủ ánh mắt vẩy một cái. Bôi qua hàn ý, bỗng nhiên song đồng bên trong kim quang phun trào, sắc bén khiếp người. Kim quang bao khỏa thân thể, bá đạo khí thế bén nhọn từ trong cơ thể nộ một sát na quét sạch mà. Ra, theo vung tay lắc một cái, một quyền bao khỏa kim quang, trực tiếp bạo oanh mà ra. Ngao, cái này đấm ra một quyền, trong lúc mơ hồ thần tượng huyết dài, long ngâm cửu thiên kim quang nắm đấm bỗng nhiên đụng nhau lăng lệ trào ấn, năng lượng kinh người quét sạch mà ra. ầm ầm bực này va chạm, tại thiểm điện ở giữa truyền ra nổ vang, đáng sợ kia khí lãng cùng phù văn. Kích thích bốn phía không gian tựa như kinh đào hải lãng. Đạp đạp, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, theo loại kia nổ vang truyền ra. Huyền điêu cái kia khổng lồ dương cánh như là đám mây che trời thân thể lại là liên tiếp tại hư không bị đẩy lui hai con ngươi tuôn ra lấy làm kinh ngạc chi sắc lợi chảo phía dưới từng khúc vỡ nát trực tiếp hóa thành huyết vụ trong miệng đều phun ra máu tươi giờ khác này diêu vĩnh hạo cơ thương ngay cả huyết bào lão tổ cũng động dung tất cả ánh mắt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi đỗ thiếu phủ thân thể tại hư không vững như bàn thạch thậm chí ngay cả lắc cũng không có lay động một chút mắt thấy đẩy lui huyền điêu ánh mắt tuôn ra hàn ý, một cước hoành không, một cỗ cuồn cuộn bá đạo khí tức lan tràn ra. Kim quang lóa mắt, chân đạp lăng ba tiêu dao bước, phiêu hốt như thần, quỷ mị không chừng. Trong nháy mắt đuổi sát huyền điêu. Chít chít, hoảng hốt ở giữa biến hóa, để huyền điêu hoảng sợ. Nhưng tốt xấu thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Lại là cổ lan thiên điêu nhất tộc cường giả tuyệt không phải kẻ yếu hoảng hốt bên trong nhìn thấy đỗ thiếu phủ thân ảnh cướp đến. Cái kia to lớn hung đồng quang mang đấu bắn tới cực hạn trên người khí tức kinh người. Phía sau cái kia đám mây che trời vậy cánh hoành không phiến ra, vặn vẹo hư không? Nương theo lấy khí thế ngập trời, sau đó như bôn lôi vậy xé rách không gian. Hướng về phía đỗ thiếu phủ thân ảnh vỗ qua. mươi 2383, 2383, đánh giết huyền điêu. Phù Diêu chấn thiên xí. Đỗ Thiếu Phù tiếp tục không lùi mà tiến tới, đưa tay một trận, phất tay áo quét ra. Một cỗ chí tôn bá đạo kim quang hiển hiện, như là hóa thành một cái kim quang hai cánh. Tựa như diệu nhật vậy quét sạch mà ra. Hư không bên trên tựa như hai cánh đụng nhau, lập tức bộc phát ra thanh thúy lưỡi mác thanh âm. Cái này trong chốc lát, ánh lửa vẩy ra như pháo hoa, sau lưng của lộng lẫy lại là hủy diệt giờ phút này sợ là đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người bị lan đến gần đủ để bị trực tiếp đập nát a à, vẻn vẹn hai cánh chạm vào nhau thời khắc huyền điêu bén nhọn trong miệng chính là truyền ra tiếng kêu thảm thiết cái kia đám mây che trời cự xí bên trên chính là linh vũ phá toái máu tươi dâng lên toái tinh quyền cũng ngay sau đó cái này trong điện quang hỏa thạch đỗ thiếu phủ thân ảnh đã trải qua xuất hiện ở huyền điêu cái kia máu me đầm đìa cự xí trước đó thủ ấn đã sớm như thiểm điện ngưng kết. Trong cơ thể huyền khí cũng là như là chút xuống hồng thủy đồng dạng. Theo thủ ấn trong nháy mắt thành quyền, cường hãn năng lượng uy áp từ trong đó lan tràn ra. lóe lên một cái ở giữa, chính là hung hăng rơi vào huyền điêu không kịp thu hồi trên cánh. Huyền điêu thần sắc bỗng nhiên đại biến, tự hồ là cảm giác được cái gì? Cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời đã trải qua không còn kịp rồi thế là rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, một quyền kia ầm vang đâm vào huyền điêu trên cánh, một nguồn năng lượng kinh thiên thanh âm đột nhiên liền ở trên vùng hư không này đột nhiên vang vọng mà lên ầm bực này kinh thiên năng lượng đụng nhau khí lãng trùng thiên huyền điêu trên cánh phù văn chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt liền bị phá hủy sau đó cái kia cánh khổng lồ tựa như là huyết vũ vậy nổ nát vụn bốn phía kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng tựa như kinh đào hải lãng quét sạch mà ra a à, sau đó tại vô số trong ánh mắt kinh hãi huyền điêu trong cổ họng truyền ra kêu thảm mà nó thân thể của cánh gãy tại đẩy lui ở giữa cũng đột nhiên bắn ngược mà ra huyền điêu trọng thương hai chiêu mà thôi a à. cái kia đại bằng hoàng làm sao biết mạnh mẽ như vậy đến cùng phải hay không nhân loại a à không có khả năng nhân loại nhỏ bé tại sao có thể có so với cổ lan thiên điêu còn cường hoành hơn nhục thân cái này đại bằng hoàng danh bất hư truyền khủng bố như vậy bốn phía sinh linh cường giả kinh dị đường đường huyền điêu thánh thú cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước lại là hai chiêu liền bị trọng thương chẳng lẽ nhịn không được kinh ngạc nghẹn ngào nghị luận vì đó sợ mất mật tựa hồ mạnh hơn Cơ thương cùng Diêu Vĩnh Hạo ánh mắt ở đây tế cũng không khỏi là hung hăng kéo ra. Là đỗ thiếu phủ thực lực chấn kinh, so với trước đây không lâu tại thánh điện. Cái này đại bằng hoàng chiến lực lại là cường hãn lên không ít. Sẽ càng ngày càng cường hãn. Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc hai người cũng ánh mắt rất là trong rung động. Nhưng là cũng không có giật mình. Đây mới là thiên hạ hội hội trưởng trước sau như một tác phong cùng thực lực. Xoẹt Đỗ thiếu phủ không nói lời nào, như ảnh tùy hình, nhanh như thiểm điện, đuổi sát mà lên. Huyền điêu bị đẩy lui, máu me đầm đìa, cánh gãy thân thể cơ hồ rơi xuống. Nhìn đuổi sát theo đỗ thiếu phủ, hung đồng hung lệ mà âm trầm. Gắt gao âm trầm nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ, hàn ý từ trong mắt đấu bắn. Một cỗ cuồn cuộn uy áp lan tràn ra, cũng làm cho tứ phương yêu thú kinh dị. Để cho người ta mạch hồn phủ phục, ai cũng run rẩy. Chít chít nhất thời từ huyền điêu khổng lồ thân thể phía sau sáng trói phù lục bí văn không giữ lại chút nào quét sạch mà ra như là phong bạo khuếch tán tựa như là ở trên không trên bầu trời tạo thành một mảnh hải dương cuối cùng hóa thành một cái cổ lan thiên điêu hư ảnh tre đậy bầu trời cổ lan thiên điêu nhất tộc át chủ bài thiên điêu kích thiên làm dạng này khí thế hiển hiện bốn phía ánh mắt phát run đây là cổ lan thiên điêu nhất tộc át chủ bài, truyền ngôn cổ lan thiên điêu nhất tộc lão tổ. Tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thế chân và thời khác cũng có được hiển hách hung danh. Từng dựa vào lấy át chủ bài, có thể làm cho Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng phải lễ nhượng. To lớn kia cổ lan thiên điêu hư ảnh như là có mấy ngàn trượng. Dương cánh che phủ toàn bộ bầu trời. Một đôi hung đồng đều lan tràn che phủ thâm thúy như lỗ đen hừng hực toàn thân bộc phát phù văn để cho người ta thần hồn run rẩy dùng mình. Chít chít, tê minh vang vọng tứ phương, tiếng gầm cũng đủ để cho sinh linh hãi hùng khiếp vía. Cổ lan thiên điêu khổng lồ hư ảnh thân thể vượt ngang hư không? Khí tức đáng sợ thủy triều đảo ngược tứ phương. Giống như một đường sóng biển thác nước nối liền trời đất. Trực tiếp hướng về phía đỗ thiếu phủ bại ép mà đến. Vì thế như vậy, ven đường không gian sinh sinh từng khúc vỡ nát, phá hủy tất cả. Ong ong, đỗ thiếu phủ vẫn là chưa từng nhượng bộ, phất tay tìm tòi, có tử kim quang mang ngập trời. Phòng lôi vang vọng, tử kim thiên khuyết nắm chặt ở tại đỗ thiếu phủ trong tay. Kiếm thể linh động đường cong tự nhiên mà thành hổ cốt long tư thế. Như đàn phượng triều dương, như thần quy chiếm cứ, trong lúc mơ hồ có thanh long bạch hổ phượng hoàng huyền vũ thần quy hư ảnh xoay quanh bốn phía như ẩn như hiện Xòe, trong điện quang hỏa thạch từ kim thiên khuyết từ đỗ thiếu phủ trong tay vung ra như lực phách sơn nhạc không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng nhất kiếm vút không từ kim nơi kiếm mang đi qua không gian trực tiếp sụp đổ hiển lộ ra chân không dấu vết ầm um, một cỗ để cho người ta sợ hãi bá đạo uy áp từ cái này một đạo tím kim quang kiếm mang trong đó lan tràn ra làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên một cỗ đáng sợ kiếm ý cũng quét sạch bầu trời cái kia bá đạo kiếm thế để cho người ta dùng mình cái này một sát na tựa hồ là cảm giác được cái gì cơ thương diêu vĩnh hạo cường giả như vậy hai con ngươi tựa như như giật điện run lên toàn thân bắt đầu run dày thật là đáng sợ kiếm ý có mạnh diêu thiên vũ đang phát run hắn cũng tinh thông kiếm đạo rõ ràng nhất cái kia một cỗ kiếm ý đáng sợ tất cả nhanh như thiểm điện tử kim kiếm mang chém nát không gian trực tiếp đụng nhau ở tại cái kia khổng lồ mấy ngàn trượng cổ lan thiên điêu hư ảnh bên trên cổ lan thiên điêu hư ảnh đập vụn không gian khí tức che khuất bầu trời phóng thích như chặn đánh nát cái này càn khôn tử kim kiếm mang chảm toái hư không không có quá lớn năng lượng tiếng vang chỉ có kinh khủng kia kiếm mang hóa thành phù văn kình khí gợn sóng tựa như biển động tại bốn phía hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra. Dầm dầm, nhưng tất cả những thứ này chính là như vậy quỷ dị. Đông đảo ánh mắt trong nháy mắt liền ở trong kinh hãi nhìn thấy. Cái kia một đạo tử kim kiếm mang liền thế như trẻ tre. Đem đáng sợ kia cổ lan thiên điêu hư ảnh trực tiếp chặt đứt. Chít chít, rên rỉ một tiếng thanh âm từ trên trời cao truyền ra, huyền điêu gào thét song đồng tuôn ra kinh dị giật mình ý chưa từng nghĩ đến tiểu tử trước mắt này thế mà cường hãn như vậy nhất kiếm chiến nát cái kia khổng lồ hư ảnh đỗ thiếu phủ cũng không đình trệ thân ảnh đã trải qua lần thứ hai xuất hiện ở huyền điêu khổng lồ thân thể trước người bộc phát kim quang tay trái cùng lúc bàn tay vung lên năm ngón tay uốn lượn đầu ngón tay phía trên kim sắc lấp lóe phủ lục bí văn trong tay một đạo trào ấn nhô ra ầm đạo này trào ấn nhô ra kim quang bỗng nhiên bộc phát giống như muốn xé rách không gian nhức mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi giống như là có một cái kim xí đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra trao liệng cửu thiên một cái chớp mắt này một cỗ bá đạo vô cùng khí tức từ đỗ thiếu phủ thể nội bộc phát lại này bá đạo bén nhọn hung hãn chi khí chỉ có những yêu thú kia trên người trí tôn mới có thể tồn tại cái này đại bằng hoàng rốt cuộc là yêu thú vẫn là nhân loại như thế chảo ấn phía dưới bốn phía sinh linh cường giả thể nội không khỏi là xuất hiện một loại mạch hồn kinh dị cùng ý sợ hãi giống như là đối mặt trí tôn linh hồn huyết mạch đồng thời đang run rẩy đại bằng toái độn chảo chảo ấn phía trên kim quang bộc phát giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi đỗ thiếu phủ lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái gánh chịu kim xí đại bằng điều ý chí tựa như chân chính kim xí đại bằng điểu giáng lâm, hung hăng chộp tới huyền điêu. Chít chít, huyền điêu gào thét oán độc âm trầm dữ tợn, đang thiêu đốt tự thân tinh huyết. Trong nháy mắt uể oải khí thế khôi phục tại tăng vọt. Thân thể bốn phía không gian cùng ảo ảo bỗng nhiên bạo liệt mà ra. Muốn chống cự cái kia một chảo. Bằng lâm cửu thiên, đỗ thiếu phủ song đồng sát ý hàn quang phun trào, cũng ở đây đột nhiên phía sau đột nhiên kim quang vạn trượng, chấn vỡ hư không? Một cỗ bá đạo bén nhọn khí thế khủng bố. Bỗng nhiên từ trong cơ thể nộ như lũ quét vậy bộc phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt từ đỗ thiếu phủ phía sau đại bằng kim xí mở ra. Kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Kim sắc phủ lục bí văn lóa mắt kia kim mang sáng chói trùng thiên. Giống như một vòng mặt trời mới mọc giống như là có một cái kim xí đại bằng điểu muốn muốn từ trong đó vỗ cánh mà ra tại lúc này ở giữa đỗ thiếu phủ bản thân liền như là đã là hóa thành một cái chân chính kim xí đại bằng ầm bá đạo khí thế bén nhọn từ đỗ thiếu phủ thể nội quét sạch mà ra vỗ cánh mà động hào quang tràn ngập quét sạch bầu trời gào gừ lúc này bốn phía vạn thú gào thét không ngớt không khỏi là vì đó sợ mất mật bực này kim sí đại bằng uy áp là bằng lâm cửu thiên chỗ bại ép. Làm cho bốn phía mảng lớn yêu thú phủ phục kinh dị. Giờ phút này ở giữa, đỗ thiếu phủ đều gánh chịu kim xí đại bằng nhất tộc bá đạo ý chí. Như chân chính kim xí đại bằng giáng lâm, giống như kim sắc rượu nhật giáng lâm. ầm ầm kim sắc phù lục bí văn hóa thành một vùng biển mênh mông bốc lên. Nương theo lấy bá đạo kinh khủng trí tôn thần uy, trực tiếp bại ép huyền điêu bốn phía không gian run rẩy, năng lượng khuấy động tứ phương. Uy năng phô thiên cái địa quét sạch, vỡ nát bốn phía không gian, hiển lộ ra mảng lớn hư không? Ken két, cái này hung địa gió nổi mây phun, khí tức kinh khủng khuếch tán. Xé rách xuất địa mặt vô số khe hở, vô cùng đáng sợ, tựa như ngày tận thế tới. Huyền điêu trên người quang mang bị đều ma diệt ảm đạm, đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống kim quang trùng kích mang theo năm đạo hư không khe hở như là năm đạo lăng lệ đao mang để cho nhục thân bắt đầu bị xé nứt một cái chớp mắt này huyền điêu rốt cục hoàn toàn kinh dị sợ hãi lên này nhân loại đã trải qua cường hãn đến rồi nó căn bản chưa từng dự đoán đến cấp độ tử vong tại thú hồn chỗ sâu leo lên bản năng cầu sinh tuôn ra rốt cục xé ra lớn giọng tiếng cầu cứu huyết bào đại nhân cứu ta cứu ta a à thanh âm thê lương vang động núi sông, quanh quẩn hư không. So với ta trong tưởng tượng mạnh hơn, khó trách có thể ở bên trên thánh điện lưu danh. Huyết bào lão tổ động, nó không có đem huyền điêu để ở trong lòng. Nhưng nếu là trơ mắt nhìn huyền điêu bị đánh giết, về sau tại cổ lan thiên điêu nhất tộc trước mặt cũng không dễ giao phó. Lời nói của âm trầm rơi xuống, huyết quang phun trào, thân ảnh lao thẳng tới mà ra. Trong tay có huyết quang tấm lụa phá không mà đến. Lão già, còn chưa tới phiên ngươi. Tiểu tinh tinh thân ảnh hoành không, quỷ dị đến, đôi mắt ngọn lửa màu vàng ống bốc lên. Nhỏ nhỏ nắm đấm như ngọc, che phủ kim sắc hỏa diễm, ngay tại tiếng nói truyền ra thời khác. Một quyền bao vây lấy ngọn lửa màu vàng ống trực tiếp hướng về phía cái kia huyết quang tấm. Lụa liền oanh đụng tới, lập tức kim sắc hỏa diễm phun trào. Trường 2384, 2384, cơ hội đã cho tự gánh lấy hậu quả ầm, cùng lúc không gian bỗng nhiên rung động, cái này một sát na. Toàn bộ quảng trường bốn phía dãy núi đã ở oanh minh, mặt đất đang run rẩy. Đỗ tiểu yêu cùng đỗ thiếu cảnh cùng nhau mà tới, đồng thời xuất thủ. Đỗ tiểu yêu vung tay một quyền, câu thông năng lượng thiên địa, kinh khủng uy năng lan tràn. Nắm đấm giống như khí thế như cầu vồng, đầy trời kim sắc phù lục bí văn phóng thích. Nhìn ép vạn vật, trần áp thế gian vạn vật, trí tôn lâm thế. Đỗ Thiếu Cảnh cổ tay trắng lắc một cái, trưởng ấn đánh ra ẩn chứa đại thế. Có tử sắc lôi điện ngập trời, khí tức hình sát. Ầm ầm ầm, ba người cùng nhau ngăn cản huyết bào lão tổ cùng đụng nhau. Cái kia khí tức kinh người khuấy động như sơn băng địa liệt. Vô số mặt đất khe hở mạng nhện đồng dạng chậm rãi lan tràn ra. Hư không tuôn ra sáng chói phù văn quang hoa, bực này va chạm dưới. Bốn phía bầu trời đại địa liên tiếp rung động kịch nổ tung bốn phía sinh linh vọng lấy một màn này, không khỏi là vì đó sợ mất mật. Ánh mắt rung động kịch chấn kinh ngạc. Huyết bào lão tổ thân ảnh bị sinh sinh ngăn cản, vì đó lay động. Ánh mắt lần thứ hai tuôn ra vẻ kinh hãi. Ba bóng người lảo đảo đẩy lui mấy bước chính là đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh. Đỗ thiếu cảnh ba người. Xoẹt, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, hư không kim quang ngập trời huyền điêu khổng lồ thân thể bị xé nứt, hóa thành huyết vũ, thú hồn cũng bị xé nát trong đó. Chết không thể chết lại. Một cái thánh thú cảnh trung kỳ cơ hồ muốn tới gần thánh thú cảnh hậu kỳ cổ lan thiên điêu. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay đánh giết, rung động toàn trường. Cổ lan thiên điêu nhất tộc còn dư lại những cường giả kia, từng cái kinh dị rung động. Huyết bào lão tổ mắt trầm xuống, cũng không phải bởi vì huyền điêu bị đánh chết huyền điêu có chết hay không cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào dù sao đã trải qua xuất thủ không cách nào cứu ra về sau cổ lan thiên điêu nhất tộc muốn hỏi cũng đã không có quan hệ gì với hắn xuất thủ liền đã để cổ lan thiên điêu thiếu hắn một phần tình chỉ là huyền điêu thế mà tại trước mặt tiểu tử kia như vậy không chịu nổi một kích để huyết bào lão tổ âm thầm động dung mấy cái này hậu bối một cái so với một cái không đơn giản có lẽ hôm nay muốn phiền toái một chút. Đánh giết huyền điêu, đỗ thiếu phủ cố ý mà làm. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem một cái thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Người giải quyết, xem như giải quyết họa lớn. Cầm trong tay tử kim thiên khuyết, đỗ thiếu phủ lần thứ hai đảo qua bốn phía sinh linh. Ánh mắt nhàn nhạt từ cơ ra cùng trên người diêu ra lướt qua, nói nhỏ. Cơ hội đã cho các ngươi, vậy liền tự gánh lấy hậu quả đi. Xoẹt theo đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống trong mi tâm có quang mang lướt đi hoang cổ không gian xuất hiện mở ra cửa ra tại không ít kinh ngạc không chừng trong ánh mắt từng đạo thân ảnh nhất thời từ trong đó lướt đi oanh 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 mấy đạo hung hãn khí tức ba động quét sạch mà ra tại hoang cổ không gian bên trong khung viên địa lang băng thiềm liệt điêu phỉ ngư cùng nhau xuất hiện có hoang cổ không gian bên trong thời gian thương thế đều khôi phục Âu Dương Sảng, Đái Tinh Ngữ hai người cũng từ trong đó đi ra, mắt thấy bốn phía. Gặp được Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Cảnh, chân Thanh Thuần các loại. Cũng là gặp được Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá hai người, chính là đã biết đại khái tình huống. Địa lang, khung viên. Bốn phía có yêu thú cường giả cùng nhân tộc cường giả nhận ra địa lang cùng khung viên ngang. Phần, vì đó biến sắc tựa hồ địa lang cùng khung viên chờ cùng cái kia đại bằng hoàng thế mà đi. Cùng nhau diêu vĩnh hạo cơ thương âm thầm biến sắc đưa mắt nhìn nhau một chỗ sói liền đã sẽ không ở bọn hắn phía dưới cùng huyền điêu cũng không kém bao nhiêu là một cái nhân vật đáng sợ giết một tên cũng không để lại đỗ thiếu phủ trong tay từ kim thiên khuyết lắc một cái ra phong lôi chi thanh một cỗ kim sắc ba động từ trong cơ thể nộ tràn ngập mà ra nhất thời bốn phía kim quang sáng trói bá đạo vô cùng phong lôi trận trận giết Sát na kiện từ đỗ thiếu phủ sau lưng dạ phiêu lăng thiên cổ ngọc đã trải qua dẫn đầu hoành không mà ra hai cậu thánh cảnh sơ kỳ khí tức không giữ lại chút nào bọn hắn đặt chân đến rồi thánh cảnh ầm địa lang hung viên phỉ ngư các loại theo sát phía sau hoành không mà ra cùng nhau đánh giết bốn phía khí tức phun trào ở giữa thiên địa biến sắc ầm chân thanh thuần không có ngôn ngữ gì trực tiếp liền thúc giục sáu phòng huyết sát trận huyết sát khí tức ngập trời, triển khai trải đi. Lôi lão cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, lôi điện chi lực quét sạch tứ phương. Phủ kín hư không? Giết! Nhất thời, dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc, chân thanh thuần các loại cùng nhau bước ra. Hướng về phía bốn phía sinh linh đánh giết mà đến. Hoàn toàn không để ý tới ngọn nguồn là nhân tộc vẫn là thú minh người. Trực tiếp đại khai sát giới. Oanh, cái kia lần lượt từng bóng người khí thế hoành không, rung động chín tầng trời. Không tốt, bốn phía sinh linh biến sắc chưa từng nghĩ vậy đại bằng hoàng lại dám thực sự đồng thời đối. Với diêu gia cơ gia còn có thú minh tất cả mọi người xuất thủ, muốn đại khai sát giới. Đại bằng hoàng, người đừng có quá đắng, bố trí đại trận, giết. Cơ thương quát khẽ, theo thanh âm rơi xuống, phía sau cơ gia cường giả sắc mặt lãnh tốt tại cùng nhau lướt đi, riêng phần mình lấy huyền diệu phương vị liên lụy. Thể nội huyền khí phun trào, phù văn sáng trói. Nhanh chóng ở giữa không trung hình thành một mảnh cuồn cuộn không gian, có thể vỡ nát vạn vật. Bày trận, diêu vĩnh hạo cũng theo đó kinh biến. Sau lưng diêu gia cường giả cũng là tại cấp tốc ở giữa hội tụ, cuồn cuộn khí tức quét sạch. Hội tụ thành đáng sợ hợp kích đại trận, ẩn chứa diêu gia bí thuật, khí thế cuồn cuộn bầu trời cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta nhiều cường giả như vậy. Chẳng lẽ còn không giết được bọn hắn à, ai giết bọn hắn? Đến lúc đó Phượng Hoàng chân Noãn chính là của người đó. Cổ lan thiên điêu nhất tộc bên trong, còn có thánh thú cảnh sơ kỳ cường giả tại. Kinh dị qua đi, ánh mắt âm lệ, đang chọn động tất cả mọi người. Phía sau có từng cái cổ lan thiên điêu khổng lồ bay lên không, hào quang rực rỡ. Tê minh không ngớt, đánh giết mà ra, để hư không kinh dị. Cùng bọn hắn liều mạng, tranh đoạt phượng hoàng chân noãn. Có người ở chỗ này tộc thánh cảnh cường giả ánh mắt tắt đèn chuyển cảnh, khí tức phun trào. Phô thiên cái địa, tranh đoạt phượng hoàng chân noãn, đây là đại cơ duyên. Có yêu thú cường giả liên tiếp hóa thành bản thể, âm như tiếng sấm. Khí tức để dãy núi phun trào, để đại địa tại oanh minh. Ngào ô sát na kiện từ hư không bên trên gió nổi mây phun, hiển hiện vô số khổng lồ yêu thú bản thể. Còn có mạch hồn, thánh khí hoành không? ầm ầm ngắn ngủi một sát na, song phương trực tiếp đối oanh, dạ phiêu lang. Thiên cổ ngọc vốn là sát thần, thánh trận đồng tử chân thanh thuần cho tới bây giờ cũng không? Phải là loại lương thiện, địa lang, hung viên các loại đều là tán tu. Có thể cho tới hôm nay tu vi, cho tới bây giờ cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người giơ tay nhấc chân chính là sát chiêu đều là mang theo hủy diệt chi uy hung hăng hướng phía tứ phương đối phương va chạm mà đến ven đường không gian đều là đều bạo liệt ra đi sáu vòng huyết sát trận ngập trời sôi trào thôn vệ vạn vật thiên cổ ngọc mũi thương xuyên thủng hư không so với hung thú còn muốn hung thú dạ phiêu lăng nhập sát thần giáng lâm kiếm mang chém vỡ tất cả Địa Lang, hung viên chờ ở thân thể nhào ra đồng thời, hóa thân khổng lồ bản thể. To lớn uy năng quét sạch vỡ nát tất cả. Âu Dương Sảng, đái tinh ngữ cũng trực tiếp xuất thủ, bóng hình xinh đẹp động lòng người. Nhưng uy thế lại là lăng lệ vô cùng. Đầy hết thảy va chạm vào nhau, làm cho toàn bộ hư không đều ở liên tiếp vỡ nát. Trong nháy mắt mà thôi, đại chiến đã trải qua bạo, tất cả công kích quét sạch loại kia gợn sóng năng lượng trực tiếp đem hư không bốn phía chấn vỡ. Nhưng nhân tộc cùng thú minh bên này, nhân số đông đảo, mặc dù dạ phiêu lăng, thiên cổ ngọc. Chân thanh thuần đều đặt chân đến thánh cảnh. Khả năng nhân tộc cùng thú minh bên trong thánh cảnh tu vi người không ít. Ngay từ đầu liền có bảy tám cái tăng thêm diêu ra cơ ra. Cổ lan thiên điêu nhất tộc sau khi đến, còn có một số về sau thánh cảnh tu vi người giờ phút này sợ là có tới gần hai mươi cái còn có cái này diêu vĩnh hạo cơ thương cường giả như vậy tại cho nên dạ phiêu lăng chân thanh thuần địa lăng các loại cũng không chiếm được tiện nghi lão gia hỏa này giao cho ta cùng tiểu tinh tinh tiểu yêu liền tốt đỗ thiếu phủ mắt thấy quanh không trung cuối cùng nhìn chăm chú ở tại trên người huyết bào lão tổ đối với đỗ đình hiên cùng đỗ thiếu cảnh nói ra được đỗ đình hiên thoại âm rơi xuống chính là đã trải qua hoành không mà ra hư không gợn sóng nhộn nhạo đồng thời thân ảnh hóa thành lôi quang quanh thân lập tức bao vây lấy vô cùng lôi điện lôi đình võ mạch trực tiếp thôi động thánh cảnh trung kỳ khí tức không giữ lại chút nào ầm ầm đột nhiên vô cùng lôi đình chi thế hóa thành một mảnh lôi hải hồ quang điện ngập trời bao phủ tứ phương quét sạch bầu trời u u cơ hồ là cùng lúc đỗ thiếu cảnh bóng hình xinh đẹp hoành không? Quyển chuyển động nhân bóng hình xinh đẹp bên ngoài thân phía trên. Có tử sắc lôi điện phù lục bí văn tuôn ra tia múa như như tử sắc hồ quang điện. Trên thân thể có tử sắc lôi điện đột nhiên tuôn ra. Nương theo lấy hừng hực lôi điện tựa như tử sắc rượu nhật bốc lên. Chói mắt lôi điện phù văn phô thiên cái địa vậy tuôn ra, phủ kín hư không? đột ngột ở giữa, hư không bên trên hồ quang điện bốn phía, có lôi vân ép không? Trong nháy mắt, bốn phía sinh linh cường giả chẳng lẽ run như cầy sấy? Thần hồn không khỏi rung động, không tự chủ được sinh sôi ra sợ hãi. Giết! Đỗ thiếu cảnh mở miệng thanh âm lạnh thấu xương. Động lòng người trên gương mặt trong hai tròng mắt tuôn ra hừng hực vô cùng tử sắc lôi đình. Quang mang, từ hư không bên trên, có lôi vân khổng lồ hồ quang điện vòng xoáy xoay tròn đáng sợ lôi uy di đầy trời tế, vô số lôi đình quang mang xuyên thủng không gian. Hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt, rõ tạo hóa chi uy. Hiển thiên địa chi chính, cuồn cuộn bầu trời. Bực này uy áp lan tràn, để cho người ta chỉ là nhìn qua loại kia tràn ngập mà mở lôi uy. Cũng là toàn thân lông đều đột nhiên đứng đấy, dùng mình. ầm ầm đầy trời tử sắc hồ quang điện xuyên toa trời cao, có không gian sinh sinh nổ tung lật tung lôi đình vạn quân trong nháy mắt bạo đây là đỗ thiếu cảnh thúc giục lôi đình võ mạch chi uy nương theo lấy thiên sinh thánh tôn uy áp giờ phút này trên người thánh cảnh trung kỳ tu vi khí tức cũng không giữ lại chút nào quét sạch mà ra ầm 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 đột nhiên đỗ đình hiên cùng đỗ thiếu cảnh cha con đạp không tương liên cùng nhau thôi động lôi đình võ mạch lấy cái này một đôi cha con làm trung tâm lôi đình rơi xuống hình sát tứ phương dẫn đầu cuốn hết về phía tại cơ thương diêu vĩnh hạo các loại thánh cảnh cường giả mà đến một chút không đủ thánh cảnh sinh linh chỉ là bị tác động đến thân thể liền đã trực tiếp nổ tung căn bản là không có cách chống lại không tốt mắt thấy giờ phút này hư không bên trên cái kia tựa như lôi thần trung niên cùng trích tiên vậy nữ tử cơ thương cùng diêu vĩnh hạo cũng quá sợ hãi thần hồn vì đó rung động Bọn hắn từng cái thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả. Có thể giờ phút này nhìn qua cô gái kia cùng Trung Niên, lại là trực tiếp tuôn ra sợ hãi. Thậm chí là bắt đầu có một loại tóc gáy dựng đứng cảm giác. Ầm ầm, lấy Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Cảnh làm trung tâm, sấm sét vang dội, hình sát uy nghiêm. Tử sắc lôi vân hồ quang điện phóng lên tận trời. Trong phiến thiên địa này năng lượng thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng chương 2385, 2385, lôi đình sát phạt. Đỗ thiếu cảnh đứng ở hư không, như một đoàn che khuất bầu trời vậy sáng chói rượu nhật. Tử sắc hồ quang điện ở bên trong thể xuyên toa quanh quần. Lấy vô cùng đáng sợ tư thái hiện ra ở trước mắt mọi người. Giết, một chữ khẽ nhả, đỗ thiếu cảnh đưa tay. Ngàn vạn tử sắc hồ quang điện ngưng tụ thành phô thiên cái địa hồ quang điện từ trên trời giáng Xuống, cuồn cuộn thiên vũ ầm 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 cái kia từng đạo từng đạo tử sắc lôi đình dẫn bạo hư không bốn phía lần lượt từng bóng người trực tiếp nổ tung có khổng lồ yêu thú thân thể bị lôi đình đánh thành huyết vụ gói xong mấy cái thánh cảnh sơ kỳ tu vi người cũng khó tránh bực này đáng sợ lôi đình hình sát đỗ đình hiên thủ ấn ngưng kết lấy tự thân làm trung tâm tử sắc lôi điện ngưng tụ thành từng đạo từng đạo to lớn tử sắc lôi đình sáng chói lóa mắt tựa như lôi long xuất thế này từng đạo từng đạo tựa như lôi long vậy tử sắc lôi đình phía trên, lôi quang sáng chói. Lôi đình cuồn cuộn, hồ quang điện bạo rơi xuống phía dưới, xung kích ra, để hư không sôi trào. Thiên âm cuồn cuộn, vậy nhưng phá uy năng khiến lòng người rung động, thần hồn kinh dị. Cứu mạng a, à, cứu ta. Ầm ầm ầm, kêu thảm kêu rên, hư không liên tiếp nổ tung, dạng này tựa như lôi long tử sắc lôi đình qua có thánh cảnh sơ kỳ tu vi người cũng không kiên trì được bao lâu liền bị oanh sát trong đó ngao ô hư không vỡ nát sấm sét vang dội thê lương tây minh gào thét quanh quẩn hư không a à, trốn a à, mau trốn bốn phía hỗn loạn không chịu nổi kêu thảm kêu rên không ngừng giờ phút này bốn phía những sinh linh này cường giả mới biết được bọn hắn rốt cuộc là trêu chọc bực nào người một nhà một cái so với một cái khủng bố toàn gia vô luận nam nữ lão ấu, đều là tựa như sát thần, đều là sát tinh. Có người muốn trốn, thế nhưng là tại lúc này ở nơi này đáng sợ cả một nhà áp chế phong tỏa. Dưới, căn bản là không có cách đào thoát. Đại bằng hoàng, có việc dễ thương lượng, chúng ta lui ra liền tốt. Cơ thương sợ, trên người quang mang che trời, đáng sợ uy thế bóp méo phương viên hư không? Hỗ trợ bảo hộ lấy bên người người cơ ra không bị lôi đình oanh sát nhưng tất cả lại là không có bao nhiêu dùng chính hắn đều tự thân có chút khó bảo toàn đại bằng hoàng ta diêu ra nguyện ý rời đi diêu vĩnh hạo cũng sợ quát lớn toàn lực bạo đang toàn lực mà làm hai con ngươi nổi lên kinh đào hải lãng hiện tại mới muốn đi không chê đã chậm sao đỗ thiếu cảnh không yên tĩnh nhạt mở miệng cái kia thân ảnh yểu điệu bốn phía hư không bên trên lôi đình như là thiên âm vang vọng kinh người lôi uy kinh thế Giờ khắc này, đỗ thiếu cảnh tựa như thần nữ, ngập trời hồ quang điện quét sạch. Tử sắc diệu nhật vậy hai con ngươi bắn thẳng đến mênh mông thiên vũ. Đáng sợ thiên uy chấn động bầu trời, có thiên uy cuồn cuộn, thiên địa đại thế hội tụ. Thế công chuyên môn nhìn chằm chằm diêu vĩnh hạo cùng cơ thương trên người của hai người. ầm ầm tứ phương thiên địa đang run dày oanh minh, mặt đất sụp đổ, dị tượng hiển hiện này khí tức quá mức khủng bố, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị. Tự hồ là mới đặt chân thánh cảnh trung kỳ không đến bao lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy a à cơ. Thương thần sắc đại biến, hắn có thể đủ cảm giác được cái kia trích tiên vậy nữ tử rõ ràng là. Đặt chân thánh cảnh trung kỳ cũng không đến bao lâu bộ dáng. Vừa vặn bên trên bực này khí tức thật là đáng sợ. Chiến lực đơn giản cùng thần bí kia đại bằng hoàng đồng dạng biến thái một người giờ phút này đối phó hắn và diêu vĩnh hạo hai cái thánh cảnh chung kỳ đỉnh phong tu vì người vẫn còn có thể đem bọn hắn áp chế này khí tức có lẽ là trong truyền thuyết thiên sinh thánh tôn diêu vĩnh hạo vì đó nhịn không được kinh hô hắn cảm thấy ngày tức giận thánh tôn tức đó là một loại truyền thuyết cái này trích tiên vậy nữ tử là thiên sinh thánh tôn lời nói đó cũng là một tôn tuyệt thế trí tôn a à toàn lực mà làm bằng không hôm nay một cái cũng đi không nổi cơ thương truyền âm nói diêu vĩnh hạo trong tai kinh khủng kia toàn ra tựa hồ căn bản cũng không có định bỏ qua cho ý của bọn họ nếu là hôm nay không liều mạng một chút sợ là hôm nay cơ gia cùng diêu gia người tới muốn đều hao tổn phải biết vô luận là diêu thiên vũ vẫn là cơ thiên tinh đó cũng đều là hai nhà tiền đồ ra không được bất luận cái gì ngoài ý muốn bỗng dưng truyền âm còn chưa rơi xuống thời khắc cơ thương hai mắt đột nhiên biến đổi một đạo lôi quang thân ảnh lại là xuất hiện ở quỷ dị bên cạnh hắn nương theo lấy một cỗ để hắn cảm giác được cũng tim đập nhanh lôi đình năng lượng ba động cũng đột nhiên truyền đến lôi đình này năng lượng ba động quá mức khủng bố hình sát tứ phương làm cho giờ phút này cơ thương trong lòng trực tiếp vì đó lông Cơ thương ánh mắt đại biến, chính là nhìn thấy đến gần chính là cái kia Lôi Đình Trung Niên. Mà hai tay bên trên một thanh Lôi Đình Trường Thương tràn ngập sáng chói vàng bạc quang mang. Một loại đáng sợ lực lượng hủy diệt từ trong đó lan tràn ra. U u, Lôi Đình Vạn Quân, Đỗ Đình Hiên lấn người mà lên. Trong tay Lôi Đình Trường Thương vạch phá không gian mà ra. Bực này trường thương xuyên thủng hư không, hạ không liên miên đại địa run rẩy đều là liên tiếp nổ tung, không ngừng dạn nứt, nham thạch hóa thành bột mịn. Toái thạch kích xạ, sơn phong sụp đổ. Kinh khủng như vậy uy năng, cường hãn như vậy. ầm cơ thương biến sắc, ra tay toàn lực, trưởng ấn đụng nhau, cả hai đụng nhau. Lại là trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Xoẹt, cũng trong cùng một lúc, đỗ thiếu cảnh bóng hình xinh đẹp hoành không. Xuất hiện ở diêu vĩnh hạo trước người. Trong tay có lôi đình ngưng tụ kiếm mang trực tiếp bổ ra ẩn chứa kiếm ý. Đại Bằng Hoàng, ngươi thật muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao?" Diêu Vĩnh Hạo quát lớn, cùng lúc cũng toàn lực bạo. Khí tức chấn động bầu trời cũng ác hung ác run lên. Một đạo phù văn năng lượng tấm lụa đã trải qua vạn vẹo không gian. Ngăn cản đỗ thiếu cảnh lôi đình kiếm mang, nhưng rất nhanh, phù văn năng lượng tấm lụa bị chém vỡ. Đạp đạp, Diêu Vĩnh Hạo thân ảnh lảo đảo hướng về sau đẩy lui, sắc mặt đại biến đại chiến đã trải qua bạo toàn ra tại đại khai sát giới đỗ tiểu bá cùng đỗ tiểu hoàng cũng đều lần thứ hai gia nhập vòng chiến chỉ là còn có bốn bóng người chưa từng xuất thủ đỗ thiếu phủ đỗ tiểu yêu tiểu tinh tinh ba người ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người huyết bào lão tổ giống như là chiến cuộc bốn phía đã trải qua không có quan hệ gì với bọn họ mà trên thực tế đỗ thiếu phủ cũng không lo lắng chút nào tử quỷ lão cha muội muội thiếu cảnh đều đã đến thánh cảnh trung kỳ, thanh thuần ca, dạ phiêu lang. Thiên cổ ngọc đặt chân đến rồi thánh cảnh sơ kỳ, còn có địa lang, phỉ ngư, khung viên chờ ở. Đủ để thu thập những người khác, chỉ có trước mắt cái kia bào hào nhất tộc huyết bào lão tổ. Mới thật sự là đối thủ. Huyết bào lão tổ mắt thấy chiến cuộc bốn phía, cũng một mực âm thầm biến sắc Trên gương mặt thần sắc cũng càng ngày càng âm trầm bất quá giờ phút này bốn phía chết những thú minh đó sinh linh cường giả. Tựa hồ cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có để ý nhiều. Dù sao không có bào hào nhất tộc đệ tử, cha nên lão gia hỏa này. Tiểu tinh tinh đứng ở đỗ thiếu phủ bên người, mắt thấy huyết bào lão tổ. Yêu dị trong hai con ngươi có kim sắc hỏa diễm đang lóe lên. Lão gia hỏa này không đơn giản. Đỗ thiếu phủ đối với đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh nói ra hai con ngươi kim sắc hào quang lấp lóe cái này huyết bào lão tổ khí tức trên thân. Cho đỗ thiếu phủ một loại muốn ở bên trên lôi dương cảm giác. Huyết bào lão tổ động, nhìn qua đỗ thiếu phủ, tiểu tinh tinh, đỗ tiểu yêu ba đau. Khuôn mặt âm lãnh, chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói, rất tốt, rất tốt. Càng ngày càng có ý tứ. Lão già, ra vẻ thâm trầm. Đỗ tiểu yêu nhíu nhíu mày, nhìn qua huyết bào lão tổ, miệng bờ phác họa ra vẻ châm chọc nhàn nhạt lạnh nhạt nói, một hồi thu thập ngươi lão già này, khẳng định cũng rất có ý tứ. Thánh yêu cảnh, lại là yêu vật, miệng lưỡi bén nhọn có thể bảo vệ không được mệnh của ngươi. Rơi trong tay ta, sẽ có đại dụng. Nghe đỗ tiểu yêu lời nói, khuôn mặt của huyết bào lão tổ bên trên chính là không nhịn được hiện. Ra vẻ dữ tợn, âm trầm khó coi. Lão gia hỏa, muốn động thủ thử nhìn một chút, đỗ tiểu yêu lạnh nhạt nói không biết tự lượng sức mình vậy liền giải quyết chung đi huyết bào lão tổ âm trầm một cước đập mạnh không phía sau cánh thịt chấn động thân thể trực tiếp nhảy ra màu đỏ như máu tia khẽ nhúc nhích hai con ngươi hiện ra âm trầm bàn tay vung lên huyết quang ngập trời năng lượng màu đỏ ngòm tấm lụa trực tiếp quét sạch bao phủ hướng về phía đỗ thiếu phủ đỗ tiểu yêu tiểu tinh tinh ba người mà lên hừ đỗ tiểu yêu hừ lạnh một tiếng, một quyền trực tiếp bạo, mịt mờ chi khí quét sạch. Hư không nổ tung, phía dưới có đỉnh núi hoành đụng, cự thạch rơi xuống. Lão ra hỏa, tới đi. Tiểu tinh tinh thân ảnh nho nhỏ đã ở cùng lúc đánh giết mà tới, nho nhỏ nắm đấm nổ tung mà ra. Như là có một đầu kim sắc hỏa diễm cự long hiển hiện. Trên vảy rồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm vậy phù lục bí văn. ầm ầm đột nhiên một quyền này cùng cái trước va chạm vào nhau làm cho toàn bộ hư không đều ở liên tiếp vỡ nát gợn sóng năng lượng nương theo lấy huyết quang khoách tán đạp đạp đáng sợ ngập trời bên trong huyết quang đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh thân thể trực tiếp hoành không bị đẩy lui huyết bào lão tổ thân ảnh chỉ là có chút lung lay lui về phía sau một bước nhưng là mắt lộ ra nghi hoặc vẻ chấn động cái này một cái thánh yêu cảnh trung kỳ một cái thánh thú cảnh trung kỳ thế mà cường hãn như thế hắn vừa mới thế nhưng là không có bao nhiêu lưu thủ a à. Đủ để đánh giết đồng dạng thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi người. Thế nhưng là vậy đối phương hai cái lại là hoàn toàn không có gì đáng ngại đồng dạng. Ngược lại có chút bản sự. Huyết bào lão tổ nhàn nhạt mở miệng theo thoại âm rơi xuống. Huyết khí phù văn lấy tự thân làm trung tâm. Như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch không gian run rẩy Hư không oanh minh, huyết khí cút cút lười nhác cùng các ngươi chậm trễ thời gian. Theo nếu như vậy âm rơi xuống, đầy trời huyết khí cuồn cuộn bên trong. Huyết bào lão tổ phía sau đáng sợ kia cánh thịt bạo, chấn vỡ hư không? Đầy trời huyết sát khí tức như là tạo thành một cái biển máu, hướng phía tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu yêu, đỗ thiếu phủ bao phủ mà đến. Lão già, chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu tinh tinh nhàn nhạt quát lại, song đồng tràn ngập ngọn lửa màu vàng óng bạo kim quang óng ánh, thân thể bành trướng. Hóa thành một đầu khổng lồ dị long chiếm cứ không trung, mở rộng hai cánh tựa như phượng cánh. Lan tràn nóng bỏng màu hồng đậm hỏa viêm, bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi. Còn có kim xí đại bằng khí tức cùng một cỗ đáng sợ trí tôn khí tức quét sạch bầu trời. Ngao, tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên, làm tiểu tinh tinh hóa thành bản thể. Tứ phương đang ở hoàng hốt chạy chối chết yêu thú và nhân tộc cường giả cho dù là đang cùng Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh giao thủ cơ thương. Diêu Vĩnh Hạo cũng không bưng rung động, yêu thú thân thể người, càng là thân thể sụi lơ. Chấn áp ngươi lão già này. Tiểu tinh tinh bản thể bay lên không, di đầy trời uy. Kim sắc long đồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm. Tựa như là ẩn chứa hai mảnh kim sắc bao la biển lửa, một cỗ đáng sợ kỳ dị phức tạp uy áp. Cũng là từ bản thể bên trong dáng lâm thiên địa này chương 2386, chấn kinh ngạc huyết bào lão tổ, cực lớn chương. Cái này là chủng tộc gì? Làm tiểu tinh tinh bản thể xuất hiện. Huyết bào lão tổ rốt cục không cách nào lại cố nén bình tĩnh. Cái kia khí tức đáng sợ để hắn thế mà tự dưng vì đó run rẩy ầm cơ hồ là cùng một thời gian, lại là một cỗ khí tức kinh khủng bạo. Một cỗ trói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương nổ tung giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, khí tức khủng bố ngập trời. Đỗ tiểu yêu cùng lúc hóa thành một cái toàn thân dịch thấu trong suốt to lớn kim sắc viên hầu. Quanh thân đầy trời phù lục bí văn phun cháo, làm cho không gian xung quanh gợn sóng mãnh liệt dập dờn mà ra. Ngao, đây là đỗ tiểu yêu xích hào mã hầu bản thể toàn thân lưu chuyển hào quang. Thiên sinh linh đồng nhìn xuống thế gian tất cả, loại kia cuồn cuộn khí thế giống như là có thể quét ngang tất cả. Thật là đáng sợ, bốn phía hoảng hốt sinh linh đã trải qua triệt để kinh dị, hít vào lương khí. Không khỏi là cảm giác được cổ họng khô chát chát, ngược lại nuốt nước bọt. Lại là xích khảo mã hầu. Mắt thấy trước mắt lần thứ hai xuất hiện một cái xích khảo mã hầu. Huyết bào lão tổ long đồng cũng ác hung ác rung động, một đầu bực này đáng sợ dị long. Một cái xích khảo mã hầu, khó trách như vậy biến thái lão già, tới đi. Đỗ tiểu yêu xích hào mã hầu khổng lồ thân thể hoành không? Đối mặt với cái kia huyết hải vậy quét sạch bao phủ mà đến huyết sát chi khí. Bỗng nhiên đấm ra một quyền, mang theo mịt mờ quang huy, giống như thiên địa sơ khai. Nắm đấm phía trước không gian mơ hồ vặn vẹo. u u nắm đấm trước đó, kinh khủng khí thế bạo, mang theo có một loại không rõ huy áp. Muốn đem người nguyên thần linh hồn no bạo, uy thế cỡ này có thể quét ngang tứ phương. Chấn áp tất cả. Ngao, tiểu tinh tinh bản thể gào thét, có một cỗ cổ thần bí quang mang phù văn phun trào mà đến. Tựa như sáng chói tinh không, vô số quang mang phun trào, tựa như tinh thần trị lạc. Hướng về phía huyết sát chi khí quét sạch xung kích ra. Vô luận là đỗ tiểu yêu xích khào mã hầu thân thể, vẫn là tiểu tinh tinh dị long thân thể. Giờ khắc này ở cái này huyết sát chi khí bên trong, đều là giống như là hoàn toàn không có nhận ảnh hưởng lấy đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh ngạo khí, giờ phút này cũng trực tiếp vận dụng bản thể. Không có bất kỳ cái gì chủ quan. Đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh trong lòng vô cùng rõ ràng, trước mắt lão già này quá mạnh. Thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi thâm bất khả chắc, không đem hết toàn lực. Hôm nay có thể khó đối phó. Đỗ thiếu phủ ngước mắt, cảm giác giờ phút này đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh trên người không? có chút nào che giấu thánh cảnh trung kỳ khí tức ánh mắt nổi lên một chút ba động đoạn thời gian này ở nơi này hung địa bên trong hai người này quả nhiên cũng không có nhàn rỗi cũng trực tiếp đột phá một tầng chiến lực cũng càng là tăng thêm một cái lớn bậc thang nói rất dài dòng thực tế cơ hồ đã ở cùng lúc đỗ thiếu phủ cũng động phía sau kim quang bạo có kim sắc quang mang sáng trói bắn ra một đôi kim xí đại bằng cánh chim triển lộ đây mới thật là đại bằng kim xí triển khai vỗ cánh khí tức ngập trời cùng đỗ thiếu phủ chân chính tự nhiên mà thành chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên ầm cùng lúc thanh linh khải giáp bao trùm phía sau chân chính triển khai đại bằng kim xí đỗ thiếu phủ tại lúc này chân chính cảm giác được bản thân tựa như là hóa thành một cái chân chính kim xí đại bằng điều muốn lên như diều gặp gió vượt qua bầu trời cái kia thần võ hoa mỹ áo giáp bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đại bằng kim xí. Càng đem đỗ thiếu phủ cả người phụ trợ càng thêm thần võ thánh uy, lại bá đạo bể nghệ. Khí tức như vậy, cũng làm cho huyết sát chi khí bao khỏa huyết bào lão tổ lại là nhịn không? Được động dung, trong mắt nổi lên kịch liệt ba động, như vậy khí tức. Tựa như chân chính kim xí đại bằng, trí tôn thú tộc khí tức bá đạo vô cùng. Đỗ thiếu phủ không có ngừng trệ, trước mắt cái này huyết bào lão tổ thế nhưng là so với lôi dương mạnh hơn tồn tại. Trong tay thủ ấn trong nháy mắt nhanh ngưng tụ từ quanh thân hư không bắt đầu. Có phù văn cổ xưa từ quanh thân dập dờn mà ra. Hư không bên trên lặng yên ở giữa hiển lộ ra một đạo bát quái hư không đồ án kiện hình dáng. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Tám cái phương vị lẫn nhau tương liên hóa thành một đạo sáng chói thần hoan. Bát quái hư không đồ hiển lộ, hướng phía bốn phía tràn ngập mà đến. Oanh, toàn bộ bầu trời trong lúc lặng lẽ rung động. Trong nháy mắt cái kia hư không bát quái đồ bên trong có lấy vạn thú tê Minh. Sáng chói lôi quang giáng lâm, có kim xí sí đại bằng biểu hư ảnh vỗ cánh, sơn trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế. Nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Cái này hư không bát quái đồ nối liền trời đất, ẩn chứa vạn vật giống như là một phương tiểu thế giới rơi xuống. Trực tiếp ảnh hưởng ngập trời huyết sát khí tức. Đây là cái gì? Huyết bào lão tổ một đôi âm hàn con mắt màu đỏ ngòm bên trong, vì đó ánh mắt rung động. Tại cái này trong hơi thở quỷ dị, để hắn bị ảnh hưởng lớn. Trong lúc mơ hồ giống như là tất cả đều là nhận kịch liệt áp chế. Trong lúc vô hình có một cỗ để nó run dày khí tức từ thú hồn chỗ sâu tuôn ra. Cái này huyết bào lão tổ thực lực còn muốn tại như vậy bên trên lôi dương. Đỗ Thiếu phủ làm sao biết chủ quan, trực tiếp thúc dục hư không bát quái đồ. Hư không bát quái đồ bên trong, Đỗ Thiếu phủ khống chế phía dưới. Lại là sẽ không để cho thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh nhận bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí có thể tương trợ Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thế công. Bát quái hư không đồ bên trong, Đỗ Thiếu phủ tựa như hình người chân bằng ánh mắt gấp theo dõi huyết bào lão tổ, trong mắt sát ý không còn che giấu. Gia hỏa này lại dám đánh đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá chủ ý. Kém một chút đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá liền hậu quả khó mà lường được. Cái này không thể nghi ngờ chạm đến đỗ thiếu phủ danh giới cuối cùng. Nếu không cũng sẽ không liền cơ ra cùng diêu ra người cũng tính ở trong đó. Ông, đối với huyết bào lão tổ, đỗ thiếu phủ càng là không có tính toán buông tha. Phất tay theo một tiếng phong lôi rung động vang, một thanh đường cong tự nhiên mà thành. Hổ cốt long tư thế tử kim rộng kiếm xuất hiện ở trong tay. Một cỗ hào quang chói sáng giống như đè nén núi lửa vậy bắn ra. Chói mắt phù lục bí văn phóng lên tận trời, cái này rõ ràng là phong lôi chi thanh. Nhưng lại như là cùng thần ma đang thét gào, để cho người ta nhìn lên một cái. Cũng không bưng thần hồn run rẩy. Ầm Tử Kim Thiên Khuyết xuất hiện, một phương này cổ lão thiên địa đều ở rung động kịch. Đất rung núi chuyển, đại địa đang đổ nát, bốn phía rộng kiếm vặn vẹo. Giống như hủy diệt tiến đến. Đỗ thiếu phủ toàn lực thôi động tử kim thiên khuyết tại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đầy trời tử kim quang mang nở rộ ở giữa tuyệt thế mà giữa trời. Như muốn vỗ cánh bay lên không, đàn phượng triều dương, tung hoành cửu thiên. Đây là thần binh mắt thấy giờ phút này từ kim thiên khuyết phía trên rốt cuộc không giữ lại chút nào uy thế. Huyết bào lão tổ vì đó thít chặt, cảm giác được đáng sợ kia rộng kiếm giống như là một tôn tuyệt thế thần ma thức tỉnh. Tại nhìn xuống thiên địa đủ để hủy diệt tất cả. Để nó âm thầm bên trong thú hồn tuôn ra cảm giác bất an. Xoẹt, bát quái hư không đồ bên trên, đỗ thiếu phủ như thần linh giữa trời. Như là hình người chân bằng lâm thế trong tay tử kim thiên khuyết phía trên kiếm quyết ngưng tụ. Từng đạo từng đạo phức tạp huyền ảo kiếm mang, cuối cùng hội tụ ở cùng nhau. Hóa thành đơn giản một bổ, trong chốc lát chính là lấy thiểm điện chi thế trong nháy mắt chậm. Giải lan tràn ra, hừ, huyết bào lão tổ hừ lạnh, cũng là tại bạo, huyết sát chi khí giữa trời. Nương theo lấy sáng chói huyết quang tuôn ra, có uy áp đáng sợ khí thế như là từng tòa núi lửa nổ tung, ngăn cản kiếm mang kinh người đến cực điểm. Ngao ô, đỗ thiếu phủ kiếm quyết đang thay đổi, tử kim quang mang nổ tung đến. Tử kim thiên khuyết chi uy tại lúc này bị đỗ thiếu phủ thôi động đến rồi cực hạn. Tầng tầng tử kim quang mang điệp ra nở rộ, có thanh long bạch hổ. Chu tước huyền vũ hư ảnh gào thét mà ra kiếm mang quang hoa vung vãi thiên địa. Lộng lẫy phía dưới, ẩn núp là một cỗ đáng sợ bá đạo hủy diệt năng lượng. Xì 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 một đạo nơi đạo kiếm quang đi qua, ngập trời liệt diễm ở trong lặng yên không một tiếng động trực tiếp chôn vùi. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại này vô thanh vô tức, càng khiến người ta dọa người tâm hồn. Dạng này kiếm quang mang theo một đầu dài lớn lên không gian gợn sóng khe hở. Có thể bổ ra huyết hải vậy huyết sát chi khí, bổ về phía huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ liên tiếp biến sắc, hắn cảm giác được này nhân loại so với cái kia dị long cùng xích hào mã hầu còn muốn tới khủng. Bố, nhưng huyết bào lão tổ cũng chưa từng bối rối. Hắn thánh thú cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh phong tu vi cấp độ tại toàn bộ thú minh bên trong. Cũng là nhất là cường giả đứng đầu trị toàn thân huyết quang phù lục bí văn ngập trời. Lần thứ hai chấn vỡ kiếm quang. Chỉ là giờ phút này huyết bào lão tổ ở bên trong bát quái hư không đồ, nhận không ít ảnh hưởng. Ngao! Cùng đồng thời, đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh khổng lồ thân thể ngang qua tại hư không bát. Quái đồ bên trong, huy quyền nổ tung. Đầy trời kim quang cùng ngọn lửa màu vàng óng quét sạch tứ phương. Huyết bào lão tổ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nguyên lai tưởng rằng có thể có chút đơn giản giải quyết cái này ba cái hậu bối. Giờ phút này sau khi giao thủ mới biết được ở nơi này dị long, nhân loại. Còn có cái này trước mặt xích khào mã hầu nó thánh thú cảnh hậu kỳ nhanh đỉnh phong tu vi cấp độ. Lại là hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Ầm ầm, đối mặt Đỗ thiếu phủ, tiểu tinh tinh còn có Đỗ tiểu yêu. Huyết bào lão tổ ánh mắt dần dần âm trầm đến rồi cực hạn. Cảm thấy bốn phía cái này hư không quỷ dị rất không ổn. Một người này loại thanh niên khí tức trên thân quá phức tạp, muốn rời đi. Không thể lại chịu ảnh hưởng, phía sau một đôi cánh thịt cấp tốc chấn. Tuôn ra phù lục quỷ dị bí văn, huyết quang ngập trời. Trong lúc mơ hồ từ quanh thân xuất hiện ra không gian ba động quỷ dị. Chấn vỡ không ít không gian gợn sóng hình thành đen kịt hư không. Thế mà giống như là liền muốn tránh thoát hư không bát quái đồ chói buộc. Nhớ thoát thân sao? Bát quái hư không đồ bên trong, đỗ thiếu phủ bị đất trời bốn phía dị tượng bao phủ. Uy áp hiển hách có thể ép bạo tất cả, song đồng tràn ngập tử kim quang mang sau một kích lần thứ hai thân ảnh hoành không cất bước hoành không hướng về phía huyết bào lão tổ tiểu tử người muốn chết huyết bào lão tổ nổi giận trên người uy thế vô cùng huyết quang quét sạch quanh thân huyết sát chi khí nếu như là huyết hải nổi lên sóng biển ngập trời mảng lớn huyết quang trong nháy mắt đem đỗ thiếu phủ bao phủ làm một chữ cuối cùng âm rơi xuống phất tay mà động hóa thành một đạo huyết quang tấm lụa lướt đi cái này một đạo huyết quang tấm lụa xuyên thủng hư không, mang theo cuồn cuộn mùi huyết tinh. Có thể ăn mòn tất cả vậy. Xoẹt, huyết quang này tấm lụa lướt qua. Tại hư không bát quái đồ bên trong cũng chấn động hư không. Huyết sắc quang mang sáng chói hừng hực, mang theo lực lượng hủy diệt. Qua chi ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toác ra khe hở. Dạng này huyết quang tấm lụa, để cho người ta nhìn đến cũng run như cầy sấy lông tơ đứng đấy, đáng sợ mùi huyết tinh uy áp cùng năng lượng, làm cho bên ngoài một chút sinh linh giờ phút này cũng rất xa vì đó kinh dị. ngao tiểu tinh tinh khổng lồ dị long thân thể hoành không mà hiện, há mồm có sáng chói kim sắc hỏa diễm từ giữ tận trong miệng phun ra, giống như là có thiên sinh sức áp chế, trực tiếp đem huyết bào lão tổ huyết quang này tấm lụa đốt cháy ma diệt. ầm cùng một giây lát, đỗ thiếu phủ quanh thân dày đặc tử sắc lôi điện, thôi động lôi đình võ mạch. Thân ảnh như điện hoành hành đánh giết, vung tay mà ra. Bá quyền nói mang theo long ngâm tượng minh thanh âm, cũng nương theo lấy lôi đình chi lực. Cũng nặng nề đánh về phía huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ ở trong vây công hơi có vẻ hoảng hốt nhưng không có bối rối. Mắt lộ ra màu sắc trang nhã, trực tiếp một quyền đụng nhau song quyền đụng nhau chỗ không gian nổ tung phù văn phá toái bốn phía hư không đại thế đang rung động đạp đạp đỗ thiếu phủ thân ảnh nhất thời bị đẩy lui lảo đảo đạp không lui về phía sau mấy bước từ nắm đấm trước đó thanh linh khải giáp phá toái dạ nớt. có màu vàng kim nhàn nhạt huyết dịch thẩm thấu mà ra đại băng toái độn chảo nắm đấm bị thương nhưng đỗ thiếu phủ ổn định thân thể thời khắc cùng lúc lần thứ hai đập ra hồn nhiên không sợ, song đồng hiện ra từ kim chi sắc, trong chốc lát hóa quyền là chảo vung ra. Kim quang bốn phía, trong lúc mơ hồ có đại băng tê minh. Một chảo lần thứ hai hướng về phía huyết bào lão tổ chộp tới, đáng sợ kia trí tôn thú năng. Để hư không oanh minh phá toái. Muốn chết, huyết bào lão tổ quát khẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỗ thiếu phủ. Cũng cùng lúc hóa quyền là trưởng, một trưởng mang theo khí thế đáng sợ huyết quang tràn ngập trực tiếp đánh ra hướng về phía đỗ thiếu phủ chảo ấn ầm dạng này quyết đấu bỗng nhiên đụng nhau nhanh như thiểm điện ra hào quang óng ánh chiếu sáng gió nổi mây phun hư không trong nháy mắt hai người quanh không trung vỡ nát quang mang phá toái để bốn phía viễn không giao thủ sinh linh cũng hãi hùng khiếp vía nhận ảnh hưởng to lớn ken két huyết bào lão tổ trên lòng bàn tay xuất hiện quy liệt dấu vết lộ ra nhàn nhạt vết máu khó mà khép lại sắc mặt cũng trực tiếp kinh hãi lên vừa mới một quyền kia để hắn nắm đấm chập trạng kịch liệt đau nhức mà một chảo này thế mà để bàn tay hắn thụ thương một cái thánh cảnh trung kỳ nhân loại thế mà để nhục thể của hắn bị thương cái này khiến huyết bào lão tổ làm sao có thể đủ không khiếp sợ đỗ thiếu phủ cũng lần thứ hai đẩy lui ở dưới chân hư không ầm ầm không dứt trầm đục bên trong chảo ấn lần thứ hai dạn nớt máu chảy giạt rào ầm, Đỗ Tiểu yêu lần thứ hai nhào đến, hung hãn trần áp cuồng bạo mà tới. Đỗ Thiếu phủ hơi chậm lại, phá toái trên bàn tay đã tuôn ra tử sắc quỷ dị hồ quang điện, miệng bờ lộ ra một chút nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó tại ứng đối Đỗ Tiểu yêu huyết bào lão tổ kinh dị trong ánh mắt. Bốn phía huyết vụ không tiêu tan, lần thứ hai tụ đến. Bàn tay phá toái chỗ tử sắc hồ quang điện dập dờn, lập tức khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu phơi bầy bàn tay lộ ra từ kim chi sắc, hồ quang điện ba động. Còn lần thứ hai che phủ cái kia áo giáp quỷ dị linh vũ. Tại sao có thể như vậy? Huyết bào lão tổ rất động dung, đầy hết thầy quá quỷ dị. Hắn vừa mới thế nhưng là không có nương tay a. À? Đây nếu là nhân loại bình thường thánh cảnh trung kỳ tu vi người. Mười cái cũng không đủ hắn giết. Thế nhưng là nhân loại trước mắt mặc dù giống như là không cách nào chống lại nhưng là cũng cũng không có bao nhiêu vấn đề, loại kia nhục thân thật là đáng sợ. Tràn đầy quỷ dị, tiếp tục đi, đỗ thiếu phủ không có bất kỳ cái gì đình trệ, trên người lôi đình võ mạch sáng chói Hình sát chi khí lan tràn, không mang theo khắc nghiệt nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ. Hiển thiên địa chi chính khí, đang cuộn trào trên bầu trời. Mang theo hình phạt thương sinh chi lực lần thứ hai oanh sát hướng về phía huyết bào lão tổ thiên mã bạo không trường, toái tinh quyền, huyền hoàng đề ấn, bá khí đạo, thánh kiếm nộ hống, bá kiếm đạo, huyền hồn đồng, tu di huyễn cảnh. Trong nháy mắt đỗ thiếu phủ cấp tốc xuất thủ cường thế mà bá đạo. Thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim xí dưới tựa như chân bằng giáng lâm, giơ tay nhấc chân. Bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh quét ngang trời cao trấn áp thô bão điên cuồng bạo khởi công kích đỗ thiếu phủ đại khai đại hợp bá đạo mà lăng lệ di ngã độc tôn khí tức quét sạch trời cao tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả ngao tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu bản thể khổng lồ cũng là cùng nhau mà động đầy trời kim sắc hỏa diễm ngập trời kim quang phủ lên trời cao cuồng mãnh mà lăng lệ quét ngang tứ phương huyết bào lão tổ liên tiếp quá sợ hãi chỉ có thể hoảng hốt ứng đối ẩm ầm như thế đụng nhau, giữa không trung tựa như sấm rền, tóe liên tiếp phù văn quang mang. Phù văn năng lượng kích xạ dạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi. Nhưng ở cái này sau lưng của sáng chói, ẩn chứa loại kiêu uy áp kinh người tựa như hủy diệt. Đất trời bốn phía đều run dày. Hỗn đàn, huyết bào lão tổ rốt cục triệt để không cách nào bình tĩnh. Khuôn mặt cùng ánh mắt đã trải qua âm lãnh, giữ tận hét lớn: phía sau cánh thịt đột nhiên mở rộng trăm trượng, huyết quang phù văn sáng chói tuôn ra. Năng lượng cuồng bạo từ quanh thân chút xuống tứ phương, huyết sát khí tức ngập trời bên trong. Đem vùng thế giới này hư không vặn vẹo, tựa như là đem cái này thiên địa khống chế. U u, thân ảnh vượt ngang hư không, dương cánh trăm trượng. Giờ phút này huyết bào lão tổ trên người tuôn ra sáng chói huyết sắc phù lục bí mật văn. Giống như là một vòng huyết nhật tại bốc lên trong lúc vô hình khí tức đem tứ phương hư không bại ép giam cầm ầm độ rất nhanh giam cầm không gian huyết bào lão tổ quanh thân huyết sát chi khí như là hóa thành một chương huyết sắc thiên la địa võng làm cho hư không nổi lên rung động có thật nhỏ hư không khe hở tràn ngập phía dưới mặt đất từng khúc băng liệt cự thạch hóa thành bột mịn giờ phút này huyết sắc thiên la địa võng chập trùng giống như là có thể lật tung tất cả chấn động một phương thiên địa muốn ngăn cản ta sao, phá. Huyết bào lão tổ gầm thét, huyết sắc thiên la địa võng bốn phía hư không lan tràn từng đạo từng. Đạo vết nứt không gian đen nhánh. Ở trên bát quái hư không đồ lộ ra tim đập nhanh đen kịt quang mang. Để bát quái hư không đồ bắt đầu dạn nứt bốn phía ra sáng chói chói mắt huyết quang. Đỗ thiếu phủ cảm thấy, sắc mặt ngưng lại. Cái này huyết bào lão tổ hoàn toàn chính xác không phải bình thường mạnh bản thân mặc dù đã là thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Chống lại đồng dạng thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi người cũng không có vấn đề. Có thể cái này huyết bào lão tổ lại là thật không đơn giản. Thánh thú cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh phong tu vi, khác biệt cũng rất lớn. Thượng kiền hạ chấn, thiên lôi vô vọng phá. Nhưng đỗ thiếu phủ làm sao sẽ để cho huyết bào lão tổ tránh thoát bát quái hư không đồ. Tâm thần khẽ động tiếp theo một cái chớp mắt, bát quái đồ nổi lên sóng biển, sấm sét vang dội. Thiên lôi cuồn cuộn, phù văn sáng chói sen lẫn, hoành quán hoàn vũ. Từng đạo từng đạo lôi đình như thiên lôi giáng lâm, mang theo chí cương trí dương chi khí. Trực tiếp ngăn cản trấn áp huyết sắc kia thiên la địa võng. Cùng lúc đỗ thiếu phủ thủ ấn không ngừng ở trong hai tay ngưng kết, vô hình dập dờn lấy tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ tiếp tục khoách tán ra. Bát quái đồ tại biến đổi, thôi diễn, diễn sinh. Thượng khôn hạ ly, địa hỏa minh di phá. Thượng kiền hạ đoái, thiên trạch lý quái phá. Thượng kiền hạ ly, thiên hỏa đồng nhân phá. Theo đỗ thiếu phủ từng đạo từng đạo thủ ấn quỷ dị ngưng kết mà ra cùng cùng lúc. Bát quái đồ biến hóa ngàn vạn to lớn uy áp từ hư không bên trong hiển lộ. ầm ầm Đột nhiên, thiên địa này hư không bên trong, có lôi điện tinh thần hiển hiện. Có cuồn cuộn liệt diễm thiêu đốt, có núi sông di động. Hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này, đất dung núi chuyển. Thiên địa đang cộng minh, cuồn cuộn mãnh liệt, phù văn sáng trói như biển. Nổi lên kinh đào hải lãng. chương 2387, 2387, hối hận diêu ra cùng cơ ra. Cái này đáng sợ thiên địa đại thế phía dưới cái kia huyết quang thiên la địa võng khắp nơi kinh dị, tại bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngao, đỗ tiểu yêu cùng tiểu tinh tinh cũng tự nhiên là sẽ không bỏ qua bực này cơ hội. Gào thét bạo, toàn lực mà làm, nương theo lấy sấm sét vang dội thiên lôi cuồn cuộn. Phù văn sáng trói sen lẫn, hoành quán hoàn vũ. Dạng này thế công, làm cho huyết bào lão tổ đều đã không dám tin, ba cái thánh cảnh trung kỳ thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế, đem hắn áp chế trong đó. Ken két, tại Đỗ thiếu phủ, Đỗ tiểu yêu, tiểu tinh tinh toàn lực áp chế xuống. Huyết bào lão tổ cái kia huyết quang thiên la địa võng lại là tại dạn nứt bị ma diệt. Huyết bào lão tổ toàn lực mà làm, nhưng một mực không cách nào thoát thân. Bắt đầu có chút khoác đầu tán bắt đầu. Hỗn đàn, huyết bào lão tổ tức giận lộ vẻ dữ tợn cùng tàn nhẫn, âm thanh chói tai quanh quẩn hư không lão già trấn áp ngươi đã ở huyết bào lão tổ cái kia âm thanh chói tai truyền ra đồng thời tiểu tinh tinh thân ảnh xuất hiện hai cánh mở rộng khí tức bạo một cái sáng chói thất thải chu tước hư ảnh nổi lên có thất thải thần quang bao phủ bầu trời hư không dạng này một cái chu tước hư ảnh quá kinh người giống như là vượt ngang thời không mà đến gây nên không gian bạo động có thể đem thời không ép bạo có ngập trời thất thải liệt diễm đốt cháy thiên địa đây là chu tước thiên phú loại kia đến từ huyết mạch cùng thần hồn bên trong uy áp trong nháy mắt để huyết bào lão tổ kinh dị trấn áp đỗ tiểu yêu khổng lồ thân thể hoành không mà tới từ cái này bản thể khổng lồ bên trong tuôn ra đáng sợ thần lực ẩn chứa năng lượng thiên địa hòa vào trong đó trên người tại sáng trói ánh sáng như là kim sắc thần hòa đang thiêu đốt câu thông thiên địa hừng hực vô cùng cùng bầu trời cộng minh ầm Đỗ Tiểu Yêu một trường vỗ ra kim sắc quang mang ngập trời. Cuối cùng như là hóa thành một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn phong, vô tận to lớn. Tựa như là sơn nhạc rơi xuống, những nơi đi qua thiên địa cuồn cuộn. Năng lượng đáng sợ ba động để hư không như sóng lớn vậy mãnh liệt. Vết nứt không gian đen nhánh tại bầu trời tứ phương khuếch tán. Dạng này một trường, để càn khôn điên đảo, xuất hiện thiên địa dị tượng giống như là có tinh thần đan bể tan tành, có núi sông hóa thành bột mịn. Hư không tại đều vặn vẹo, gào gừ. Cùng đồng thời, đỗ thiếu phủ tử kim thiên khuyết lần thứ hai ra tiếng oanh minh. Phù văn sáng trói giữa trời, nhất kiếm trực tiếp chém ra, có thanh long bạch hổ. Phượng hoàng huyền vũ hư ảnh xoay quanh mà ra. Một kiếm như vậy, đơn giản lưu loát. Nhưng tự có lấy một cỗ bá đạo vô cùng khí thế đột nhiên từ cái này nhất kiếm bên trong lan tràn ra nơi kiếm mang đi qua không gian như muốn là trực tiếp sụp đổ lộ ra chân không dấu vết chém về phía huyết bào lão tổ đỗ tiểu yêu một trưởng đạp nát bầu trời muốn chấn áp tất cả đỗ thiếu phủ kiếm mang chém vỡ thiên địa những nơi đi qua hư không nổ tung đỗ tiểu yêu chu tước hư ảnh đốt cháy thiên vũ trí tôn thú uy nghiền ép trời cao ầm 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 ba đạo năng lượng đụng nhau ở tại trên người huyết bào lão tổ để huyết bào lão tổ căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trực tiếp toàn lực đối kháng. Bạo vạn trượng huyết quang, có như kinh lôi trầm đục nổ tiếng quanh quần bầu trời. Để thiên địa run dày, hư không đen nhánh khe hở nương theo lấy phá toái phù văn quét sạch huyết quang ngập trời. Năng lượng cuồng bạo biển động vậy khuấy động mở đi ra. Đến rồi khoảng cách nhất định về sau lại hoàn toàn mà dừng. Xì xì xì, lập tức đỗ thiếu phủ cùng đỗ tiểu yêu. Tiểu Tinh Tinh thân thể cao lớn tại cuồng bạo năng lượng bên trong cùng nhau nhanh lùi lại. Đỗ Thiếu phủ cầm kiếm trở ra, trên khóe miệng có màu vàng kim nhàn nhạt vết máu. Cách đó không xa Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh cũng là đồng dạng khóe môi nhếch lên vết máu. Nhưng là chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này, huyết bào lão tổ thân thể ở trên bát quái hư không đồ đồng dạng bị đẩy lui. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hừ. Trong cổ họng truyền ra một tiếng rên rỉ, huyết bào lão tổ khuôn mặt của giữ tợn trên thần sắc. Khóe miệng lập tức một tia máu tươi đỏ thẫm chầm chậm tràn ra. Thần sắc cũng khó thấy được cực hạn. Giờ phút này chỉ có huyết bào lão tổ tự mình biết. Tại cái này hư không quỷ dị còn có vừa mới cái kia dị long đáng sợ áp chế dưới. Hắn vừa mới ăn thua thiệt ngầm, lấy thực lực của hắn tu vi. Tại ba cái thánh cảnh trung kỳ tiểu tử trước mặt thế mà không có chiếm được tốt. Giờ phút này, huyết bào lão tổ ở sâu trong nội tâm chấn động như là nổi lên kinh đào hải lãng. Điều đó không có khả năng, nhất định không có khả năng. Huyết bào lão tổ không cho phép tin, hắn không nguyện ý tin tưởng thấy được tất cả. Cách đó không xa hư không, đại chiến đang kéo dài, Đỗ Đình Hiên cùng cơ thương. Đỗ Thiếu Cảnh cùng Diêu Vĩnh Hạo đối quyết gần với Đỗ Thiếu phủ ba người cùng huyết bào lão tổ. Đại chiến, chỉ là thiếu đi cơ thương cùng Diêu Vĩnh Hạo bảo hộ cơ gia cùng diêu gia hợp kích đại trận sớm đã bị phá hủy, đang bị địa lăng, không viên. Trần Thanh Thuần, dạ phiêu lăng các loại không chút khách khí đổ sát, ra tay lăng lệ vô tình. Ta cơ gia cùng bọn ngươi không xong. Cơ thương khí tức cuồn cuộn, phù lục bí văn ngập trời sen lẫn. Lực lượng đáng sợ quét sạch đỗ đình hiên, hắn xem như đã nhìn ra. Đại bằng hoàng một nhà này từ hoàn toàn liền không có tính toán muốn thả qua bọn họ, từng cái cơ gia đệ tử bị tàn sát, lòng đang dỉ máu. Trong nháy mắt cơ thương mang theo đáng sợ thế công, lấy bài sơn đảo hải. Sóng lớn vỗ bờ vậy thế công, cũng đã là cấp tốc quét sạch hư không? Hung hăng bại đặt ở trên người Đỗ Đình Hiên. ầm 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 vô số phù lục bí văn sen lẫn bạo, năng lượng vô tận trùng kích. Đều rào ở tại trên người Đỗ Đình Hiên. Nhưng giờ phút này Đỗ Đình Hiên trên thân thể sáng trói lôi quang phù lục bí văn xông ra cái kia lôi quang hồ quang điện sáng chói chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đem chống cự cơ thương rất mạnh đang toàn lực bạo mang theo đáng sợ uy thế cảnh tượng hoảng sợ giống như là muốn có thể phá hủy thiên địa vạn linh nhưng đỗ đình hiên đứng trên hư không thân thể nguy nga bất động tựa như lôi bên trong đế vương cơ thương kinh ngạc đầy hết thảy lộ ra thật bất khả tư nghị tu vi của hắn rõ ràng muốn ở bên trên đối phương Đối phương chỉ là vừa mới đặt chân Thánh cảnh Trung Kỳ không đến bao lâu mà thôi. Mà hắn đã trải qua Thánh cảnh Trung Kỳ đỉnh phong. Cái này rõ ràng là một đầu khoảng cách cực lớn, thế nhưng là đối phương lại cường hãn như vậy. Liều mạng, tiếng quát như sấm, cơ thương thúc dục mạch hồn, một đầu cổ lão dị thú ngang qua hư không. Mang theo chí tôn thú tộc vậy uy áp, nương theo thiên địa dị tượng, khí tức mênh mông nóng bỏng bên trong tràn ngập sương mù đánh giết đỗ đình hiên mà đến đỗ đình hiên động lôi quang bạo bên trong rất nhiều ánh mắt hoảng sợ dưới trong tay một thanh lôi điện trường thương trực tiếp xuyên thủng cái kia dị thú mạch hồn thân thể dị thú mạch hồn phá toái cơ thương miệng phun máu tươi giống như là trong nháy mắt già mấy chục tuổi vậy ánh mắt đã tuôn ra hoàn toàn vẻ kinh ngạc xoẹt đỗ đình hiên thân ảnh hoành không mà tới trên người che phủ một kiện sáng trói lôi quang áo giáp lôi quang tràn ngập có mông lung chi khí quanh quẩn áp sát vào bên ngoài thân ngay cả bàn tay cũng che phủ cái này lôi quang áo giáp cơ ra lại như thế nào lời nói của nhàn nhạt như là tiếng sấm vậy từ đỗ đình hiên trong miệng thốt ra cái kia che phủ lôi quang khôi giáp bàn tay trực tiếp rơi vào hoảng hốt không cách nào tránh đi cơ thương lồng ngực Giờ khác này, cơ thương sắc mặt đột biến, tại kinh hãi, cũng hối hận. Vì sao không còn sớm một điểm rời đi? Lại là còn muốn nhìn một chút có hay không ngồi thu ngư ông thủ lợi cơ hội. Kết quả lại là để cơ ra tới đệ tử đều hao tổn. Không, cơ thương trong mắt đã tuôn ra tuyệt vọng, ánh mắt có chút không cam lòng cùng cuồng thái lên. Lực lượng đáng sợ bắt đầu cuối cùng điên cuồng quét sạch mà ra nhưng tất cả đã chậm, Đỗ Đình Hiên lôi quang song đồng sắc bén vô cùng, có sát ý tuôn ra. Trong tay lôi đình vạn quân, dung hợp lôi đình võ mạch chi lực hội tụ thành một trường. Hung hăng nghiêng tại cơ thương lồng ngực. ầm một trường này dưới, hư không kinh dị, thiên địa thất sắc, lôi quang hiển hách. Lôi quang sáng chói cơ thương lồng ngực trực tiếp bị tạc mở, huyết tương bắn ra mà ra. Máu tây tiêu xạ vô cùng cao, nương theo lấy hổ quang điện kích xạ. Phốc phốc, cơ thương phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi hai con ngươi trở nên có chút ngốc trệ lên. Sau đó thân thể rơi xuống, đã mất đi sinh cơ. Thánh tổ, không cần, không muốn, không muốn a à. ầm ầm còn dư lại đã trải qua không nhiều cơ gia đệ tử cường giả lớn tiếng la lên. Lưng lồng tơ đứng đấy, có hẳn ý quét sạch toàn thân, có một ít lão nhân ruột gan đứt từng khúc. Tê tâm liệt phế la lên, nhưng cơ thương đã chết không thể chết lại u uh, u uh. cơ hồ là cùng lúc cách đó không xa hư không đỗ thiếu cảnh hai con ngươi lôi đình diệu thế có lôi minh như là thiên âm nổ vang như ngàn vạn trống trận cùng gieo vang đây là thiên sinh thánh tôn chi uy hai con ngươi sáng trói như điện có lôi quang dập dờn giờ phút này lôi đình võ mạch bao trùm tại đỗ thiếu cảnh bên ngoài thân khí tức vô cùng mênh mông hình sát thương sinh ầm ầm sấm sét vang dội hình sát uy nghiêm tử sắc lôi vân hồ quang điện phóng lên tận trời trong phiến thiên địa này năng lượng thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chập trùng diệt một chữ khẽ nhả đỗ thiếu cảnh xuất thủ ngàn vạn tử sắc hồ quang điện ngưng tụ thành phô thiên cái địa hồ quang điện từ trên trời giáng xuống cuồn cuộn thiên vũ ầm 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 cái kia từng đạo từng đạo tử sắc lôi đình dẫn bạo hư không thiên uy kinh thế giờ khắc này đỗ thiếu cảnh tượng như thần nữ ngập trời hồ quang điện quét sạch tử sắc diệu nhật vậy hai con ngươi bắn thẳng đến mênh mông thiên vũ đáng sợ thiên uy chấn động bầu trời có thiên uy cuồn cuộn thiên địa đại thế hội tụ ầm ầm tứ phương thiên địa đang run dày oanh minh mặt đất sụp đổ dị tượng hiển hiện này khí tức quá mức khủng bố làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị mạng ta xong rồi Diêu Vĩnh Hạo cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, hắn mạch hồn bị phá hủy. Uy thế cỡ này dưới, ánh mắt của hắn đều ở kinh dị, ngực đang run, thần hồn đang run tốt. Thân thể tại sụi lơ. Không đột phá thánh cảnh hậu kỳ, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Đỗ thiếu cảnh uyển chuyển dắt bóng hình xinh đẹp quỷ dị xuất hiện ở ảm đạm kinh hãi diêu vĩnh. Hạo trước người, trí tôn khí tức ép lên thiên địa, lôi đình võ mạch hình sát tứ phương trong tay nhất kiếm rơi xuống, thiên địa dung chuyển, chấn nhân tâm phách. Đâm vào diêu vĩnh hạo mi tâm. Xoẹt, mi tâm bị xuyên thủng, diêu vĩnh hạo thân thể đang ánh mắt kinh dị bên trong nổ tung. Thân hồn câu diệt, thánh tổ, diêu gia còn dư lại mấy người, tại lúc này triệt để tuyệt vọng. Đánh giết diêu vĩnh hạo về sau, đỗ thiếu cảnh đứng ở hư không, không tiếp tục xuất thủ. Như một đoàn tre khuất bầu trời vậy sáng chói diệu nhật tử sắc hồ quang điện ở bên trong thể xuyên toa quanh quần. Nhìn hướng về phía bên cạnh trên không trung, nơi đó mới là nhất là kịch liệt chiến trường. Đỗ Đình Hiên cũng không có lại ra tay, còn dư lại một số người, có dạ phiêu lăng. Thiên cổ ngọc, chân thanh thuần còn có lôi lão chờ ở, đã đầy đủ giải quyết. Ngao, bốn phía tất cả, đều tại huyết bào lão tổ nhìn trộm bên trong. Giờ phút này tự thân cũng còn bị cái này hư không quỷ dị ảnh hưởng triệt để không cách nào lại bình tĩnh, thân thể tại bành trướng, quang mang ngập trời. Huyết sát chi khí như là phong bạo quét sạch, lập tức thúc giục bản thể. Cũng không phải là rất khổng lồ, chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Còn chưa kịp tiểu tinh tinh cùng đỗ tiểu yêu, thú giữ tợn như là mặt người, trên trán có góc. Hai mắt sáng ngời, thình lình có thần, mũi lồi ra, răng nhọn như lưỡi cưa. Triển khai một đôi cánh thịt, toàn thân bao trùm lân phiến màu đỏ sợm như là khô héo máu tươi chi sắc, ra hào quang óng ánh. Đây là giờ phút này huyết bào lão tổ bản thể phía trên, huyết khí cuồn cuộn. Khiếp người đến cực điểm, đặc biệt là sau lưng cái kia một đôi cánh thịt. Phù lục bí mật văn quét sạch tựa như đám mây che trời, huyết quang che đậy hư không? Bao phủ thiên vũ, ngao, huyết bào lão tổ thú hống, tiếng như thiên lôi, kinh người tâm hồn. Bên ngoài thân huyết khí phủ văn lấy tự thân làm trung tâm như là biển động vậy hướng phía tứ phương mãnh liệt quét sạch làm cho hư không bát quái đồ bên trên run dày hư không oanh minh đỗ thiếu phủ tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu lục đạo ánh mắt nhìn nhau một chút đều là trong lòng hiểu rõ đây mới là huyết bào lão tổ thực lực chân chính nhưng giờ phút này vô luận là đỗ thiếu phủ cùng tiểu tinh tinh vẫn là đỗ tiểu yêu trong ánh mắt đều là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi ngược lại là mang theo một loại lạnh liệt chiến ý trong nháy mắt ba người tự hồ là có một loại tuyệt đối ăn ý ba bóng người hoành không lấy tam giác chi thế trong nháy mắt đem huyết bào lão tổ vây ở trong đó ầm một chốc từ đỗ thiếu phủ trong mi tâm có sáng chói hồ quang điện quét sạch mà ra đây hết thảy sinh ở trong điện quang hỏa thạch so với thiểm điện nhanh hơn ầm một cái chớp mắt này sơ kỳ phía trên sấm sét vang dội đỗ thiếu phủ trong mi tâm hồ quang điện hóa thành phô thiên cái địa lôi đình. Lôi đình các loại, uy áp ngập trời, sáng chói lóa mắt. U u, trong nháy mắt lôi điện quang mang bao phủ hư không, sáng chói vô biên. Lôi điện phù văn lít nhà lít nhít, chiếu dọi hư không. Hồ quang điện sáng chói vô biên, lôi điện phù văn lít nhà lít nhít, chiếu dọi hư không. Đầy trời lôi đình bên trong, một cái xích khào mã hầu khổng lồ thân ảnh xông ra phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ầm ầm, đầy trời ngân kim sắc lôi đình quét sạch mà ra, phủ kín hư không bắt quái đồ. Mạch hồn, nguyên thần, linh, linh, lôi vẫn là dạng này kỳ dị phức tạp khí tức đáng sợ. Đột nhiên để huyết bào lão tổ cái kia một đôi huyết quang hung đồng kinh ngạc. Ầm, nhưng Đỗ thiếu phủ không có cho cái này huyết bào lão tổ kinh ngạc thời gian. Bắt quái đồ hư không bên trên sấm sét vang dội, hóa thành phô thiên cái địa lôi điện những cái này lôi điện các loại, có đại địa băng thiên lôi, có diệt hồn thần lôi. Thái âm thiên thần lôi các loại, hết thảy năm loại linh lôi, uy áp ngập trời, bao phủ hư không? Ngao! Xích hào mã hầu gào thét, hai con ngươi như là ẩn chứa hai vòng kim sắc diệu nhật. Ngân kim sắc sáng chói quang hồ tim đập nhanh tràn ngập chút xuống bát phương. Đỗ thiếu phủ vận dụng xích hào mã hầu nguyên thần mạch hồn. Lúc trước đối phó Lôi Dương thời điểm, Đỗ Thiếu phủ cũng chưa từng vận dụng mạch hồn. Nhưng giờ phút này đối mặt huyết bào lão tổ, Đỗ Thiếu phủ không có tiếp tục bất luận cái gì ẩn nấp toàn lực mà làm. Lôi Đình bạo, Lật Tung hư không, để cái này thiên địa thất xác càn khôn lay động. Đỗ Thiếu phủ nguyên thần xích hào mã hầu thân thể, không chỉ là nguyên thần, còn có mạch hồn hợp hai làm một gào thét ở giữa xích hào mã hầu khổng lồ thân thể bạo kim quang vạn trượng, linh đồng cuối đời. Xích hào mã hầu uy áp như thiên địa sơ khai, quét ngang tứ phương. Muốn để cái này càn khôn điên đảo vỡ tan. Đỗ thiếu phủ nguyên thần mạch hồn, tuyệt đối sẽ không tại nhục thân phía dưới. Một dạng biến thái, trong nháy mắt liền đem huyết bào lão tổ bao khỏa. Trường 2388, 2388, ba cái đồ biến thái, một. Động thủ, tiểu tinh tinh đã sớm chuẩn bị, long đồng ba động một trương huyền vũ thần xác đột nhiên bao trùm cự lưng tràn ngập thâm thúy quang mang thân rồng khổng lồ ngang đứng thẳng một cỗ cực kỳ nồng nặc uy áp tràn ngập mà ra thoáng chốc toàn bộ giữa không trung vào lúc này đều là như là run dày lên đồng dạng theo khổng lồ thân rồng ngang tiểu tinh tinh trong mi tâm dựng đứng yêu dị thứ tam nhãn cũng đột nhiên mở ra một đạo để linh hồn rung động trói mắt cột sáng bắn thẳng đến giữa không trung, khuếch tán tựa như màn sáng đồng dạng bao phủ phía trước. Một cỗ che khuất bầu trời vậy linh hồn uy năng cũng là khuếch tán ở chân trời. Ngao 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 ngao, đột nhiên, theo từng tiếng tiếng long ngâm gào thét. Tiểu tinh tinh thứ tam nhãn trong mi tâm, có mấy cái thanh long hư ảnh như ẩn như hiện. Mang theo linh hồn quỷ dị uy năng, giống như là một loại thuần túy linh hồn công kích. Ngay cả một bên đỗ thiếu phủ cũng ngạc nhiên run lên. Trấn áp lão gia hỏa này đỗ tiểu yêu giờ phút này tràn đầy thân thể hóa thành một tôn ngũ chỉ sơn khổng lồ phong bạo cái kia thiên địa sơ khai khí thế kim sắc ngũ chỉ sơn trên đỉnh sáng trói phù lục bí văn diễn sinh diễn hóa như là được trao cho sinh mệnh ong ong kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh kim quang tràn ngập âm như phong lôi phạn âm mờ mịt linh khí lan tràn câu thông năng lượng thiên địa khủng bố uy năng lan tràn lập tức trấn áp hướng về phía huyết bào lão tổ. Cái kia ngũ chỉ sơn khổng lồ phong còn tại trực tiếp mở rộng uy áp cuồn cuộn. Khí thế như cầu vòng. Ngao, trong nháy mắt bực này vây công, huyết bào lão tổ cũng ác hung ác mắt rung động. Cao thét điếc tay, huyết quang ngập trời, hung uy cuồn cuộn, muốn lật tung ngũ chỉ sơn phong. Muốn chống cự cái kia thanh long hư ảnh cùng sáng trói lôi đình. Nhưng giờ phút này đỗ thiếu phủ linh lôi mạch hồn chi uy, tiểu tinh tinh thanh long hồn. Đỗ tiểu yêu bản thể, đều là bạo đến rồi cực hạn, đều có vượt cấp chống lại thực lực. Đỗ tiểu yêu bản thể kim sắc ngũ chỉ sơn phong hư ảnh, lấy vương giả chi thế. Không ngừng diễn sinh, diễn hóa, không thể xâm phạm khiêu khích như là trí tôn. Quy áp bành trướng, như là có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật. Liên tiếp trấn áp huyết bào lão tổ tiểu tinh tinh thanh long hồn trực tiếp bại ép huyết bào lão tổ thú hồn loại kia uy áp ảnh hưởng huyết mạch không cách nào chống cự cùng khu trừ đỗ thiếu phủ nhiều loại linh lôi cùng mạch hồn chấn áp phá hủy tất cả cái này một sát na huyết bào lão tổ căn bản là không cách nào thoát thân huống chi còn có đỗ thiếu phủ hư không bắt quái đồ đang một mực tiếp tục ảnh hưởng đánh lão già này chấn áp Tiểu tinh tinh vẫn chưa hết một mảnh nhức mắt màu đen như mực phù văn quang mang từ phía sau. Xung kích ra, bỗng nhiên một đạo hư ảo bóng thú gào thét tựa như lòng khiếu mà ra. Ngao! Cái này hư ảo bóng thú tựa như mực tàu sắc đồng dạng hắc sắc chói mắt khổng lồ ngàn trượng. Toàn thân giáp vảy bao trùm, toàn thân mực tàu chi sắc quy xà tương giao tựa như vật sống. Mang theo một cỗ to lớn uy áp dáng lâm. ầm ầm cái này bằng bạc uy năng lan tràn, liền không gian đều là xuất hiện vặn vẹo. Không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian run rẩy. Đột nhiên, quanh không trung tự có một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, một cỗ cỗ năng lượng quỷ dị bắt đầu hội tụ. Từ bên trên tản ra ngoài năng lượng kinh khủng, để bốn phía hư không có vết nứt không gian đang dập dờn mở đi ra cái này năng lượng kinh khủng thậm chí hoàn toàn sẽ không ở cái kia thanh long hồn phía dưới ầm 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 cái này đen như mực bên trong bóng thú tự có lấy một cỗ đáng sợ năng lượng kinh khủng quét sạch nơi xa giờ phút này đang ở hoảng hốt chạy chối chết một chút thú tộc sinh linh từ thực lực thấp nhất yêu thú bắt đầu thân thể liên tiếp bạo liệt mà ra ngập trời huyết vụ chiếu nghiêng xuống hài cốt không còn kêu thảm kêu rên không ngớt toàn bộ hư không hỗn loạn, cái kia hỗn chiến che phủ bầu trời, cuồn cuộn vạn dạm. Đỗ thiếu phủ như là hình người chân bằng, quanh thân tử kim hồ quang điện dập dơn. Trong tay thủ ấn còn tại ngưng kết điện hộ a à, trong hai con ngươi lôi điện cuồn cuộn cuồn cuộn. Giống như hai vòng rượu nhật chiếu dọi trời cao, nhìn xuống đại địa. Thánh thú cảnh hậu kỳ mà thôi, chiến. Đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết một cái chớp mắt này đỗ thiếu phủ thể nội chướng động khí tức cũng đến rồi cực hạn, đột nhiên như là núi lửa vậy. Từ trong cơ thể nộ dâng trào mà ra, quanh thân bốn phía vô số lôi đình bay thẳng không trung vân tiêu. u u trong nháy mắt, phô thiên cái địa tử sắc lôi điện di đầy trời không? Vô số tử sắc lôi đình chính là ngưng tụ thành một cái lôi điện tím bầm đại bằng. Cái kia tử kim khổng lồ đại bằng hư ảnh chiếm cứ không trung, toàn thân tử kim chi sắc che khuất bầu trời, tràn ngập nồng nặc một cỗ bá đạo khí tức hủy diệt. Cô, lôi điện tím bầm đại bằng tê minh. Thanh âm giống như là muốn xuyên thủng bầu trời này bầu trời. Tử sắc hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng. Giống như từ kim diệu nhật một vòng giữa trời, vỗ cánh phủ diêu. Trực tiếp quét sạch quét ngang hướng về phía huyết bào lão tổ mà đến đã trải qua hãm sâu hỗn loạn huyết bào lão tổ huyết hải vậy huyết quang hung đồng bên trong. Chẳng biết lúc nào đã trải qua nổi lên kịch liệt ba động. Đã ở bay lên không gấp nhìn chằm chằm về phía cái kia tử kim lôi bằng, loại kia uy áp đáng sợ. Để cho nó thú hồn vì đó rung động. U u, tử kim lôi bằng khổng lồ vỗ cánh kích thiên, phù diêu mà lên, bại ép tất cả. Tử kim lôi bằng tê minh, song đồng bắn ra tử kim hồ quang điện giống như hai vòng rượu nhật chiếu dọi trời cao, nhìn xuống thế gian thương sinh. Hùng uy che đậy lan tràn, làm cho cả vùng không gian đều ở kinh dị. Đây là đỗ thiếu phủ kim xí đại bằng điều nhất tộc thú năng cùng lôi đình võ mạch chỗ dung hợp. Khí tức bá đạo hình sát. Cái này mấy đạo thế công, đều là biến thái đến rồi cực hạn. Huyết bào lão tổ nổi lên kịch liệt ba động huyết quang hung đồng chỗ sâu. Ánh mắt cũng lăng lệ âm trầm đến rồi cực hạn. Máu tươi vậy huyết sát khí tức ngập trời phun trào phóng thích. Giống như là mang theo máu hải ma vực lâm thế, muốn bài ép phá hủy đây hết thảy vây công mà đến thế công. Nhưng giờ phút này vô luận là Đỗ Tiểu Yêu bản thể, tiểu tinh tinh hai loại đáng sợ thủ đoạn. Vẫn là Đỗ thiếu phủ linh lôi cùng tử kim lôi bằng, đều là bá đạo vô cùng, không tránh không né. Đây là trực tiếp nhất đụng nhau, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp. Chỉ có đơn giản nhất bá đạo cùng trực tiếp đụng nhau lôi đình tàn phá bừa bãi, ngũ chỉ sơn phong như là mười vạn núi lớn rơi xuống thế gian. Thanh long huyền vũ hư ảnh ngang qua hư không, huyết quang chi khí tựa như phong bạo. Dạng này đụng nhau, uy thế như thế như muốn có thể hủy thiên diệt địa. Và chạm chỗ hiển lộ ra hình cung đen nhánh nửa vòng tròn quang hồ, chôn vùi tất cả. Ngao, huyết bào lão tổ gào thét gầm thét, chân chính toàn lực mà vì, huyết quang ngập trời cánh thịt che trời, không ngừng vỗ, chấn thiên động địa. Làm cho hư không bên trên có đen kịt vết nứt không gian lan tràn. Chít chít, tử kim lôi bằng vỗ cánh quét sạch, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch. Toàn thân mang theo rậm rạp chẳng chỉ tử kim hồ quang điện. Hội tụ thành từng đạo từng đạo tử từ kim khổng lồ lôi đình sông ra. Bá đạo hủy diệt năng lượng như chiều dâng quét sạch, không ngừng va chạm huyết bào lão tổ một. Ầm 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 hư không bắt quái đồ bên trong, giờ phút này dị tượng không ngừng, thiên địa oanh minh. Huyết bào lão tổ quanh thân ngập trời huyết sát chi khí đang không ngừng nổ tung. Như là từng tòa huyết sắc núi lửa đang phun, loại kia cảnh tượng kinh người đến cực điểm. Dạng này kịch chiến, làm cho đỗ đình hiên cùng đỗ thiếu cảnh cha con cũng không nhịn được hướng. Lùi về phía sau sau mở đi ra, ánh mắt rất là chấn kinh. Lão ra hỏa, không đánh chết ngươi tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể lại xông ra xích kim thân thể bên trên hai cánh mở rộng khí tức bạo lại là một cái sáng trói thất thải chu tước hư ảnh nổi lên nương theo lấy thất thải thần quang bao phủ bầu trời hư không tiểu tinh tinh lần nữa thúc giục cái này đáng sợ thủ đoạn tựa hồ còn có thể ảnh hưởng không gian cái này giống như là vượt ngang thời không mà đến gây nên không gian bạo động có thể đem thời không ép bạo còn có cái kia ngập trời thất thải liệt diễm tại đốt cháy hư không ông tử kim lôi bằng khổng lồ hư ảnh bên trong đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện trong tay tử kim thiên khuyết nắm chắc phong lôi trận trận thanh linh khải giáp che lấp cương nghị trên khuôn mặt tử kim hai con ngươi trang nghiêm có kiếm quyết quỷ dị đang lặng lẽ ngưng tụ nương theo lấy một cỗ năng lượng thiên địa hội tụ vô thành vô tức ở giữa để không gian nổi lên từng tầng từng tầng ba động quỷ dị theo kiếm quyết ngưng kết từ kim thiên khuyết phía trên, quang mang sáng rõ. Hồ quang điện ba động, bốn phía từng tầng từng tầng không gian ba động quỷ dị trong lúc vô hình. Cùng tương liên, có phù lục bí văn hừng hực xen lẫn. Kiếm gãy vạn dạm, trong nháy mắt từ từ kim lôi bằng thân thể bên trong, đỗ thiếu phủ vỗ cánh đáp xuống. Trong tay từ kim thiên khuyết huy kiếm chém xuống, như là chân bằng phù diêu. Kiếm quang như thiểm điện, từ hư không rơi xuống. Xoẹt, một kiếm như vậy lướt đi, có huyền ảo phù lục bí văn ba động. Không gian giống như là ba động gợn sóng. Một đầu vô thanh vô tức đen kịt khe hở từ hư không hiển hiện. Trong nháy mắt lan tràn tiến nhập cái kia huyết hải vậy huyết quang bên trong. Một kiếm này quá quỷ dị, có một cỗ lực lượng vô hình hỗn loạn hư không. Lại này không gian lực lượng không phải bình thường thánh cảnh tu vi người đủ khả năng nắm trong tay không gian lực lượng mà là chân chính không gian bản chất là không gian áo nghĩa. Toàn bộ hư không bắt quái đồ bên trong đã trải qua triệt để hỗn loạn. Các loại năng lượng va chạm quang mang chói mắt bao phủ tất cả. Cường hãn năng lượng từ trong đó lan tràn ra để không trung kịch liệt chấn động. Hay không thời gian có long ngâm tiếng nổ đùng đoàng nổ tung. Tại dạ phiêu lăng, địa lăng, khung viên, chân thanh thuần, băng thiềm các loại xuất thủ dưới bốn phía giờ phút này những sinh linh kia cường giả cũng đều đã bị đánh giết. Có số rất ít cá lọt lưới ngay từ đầu liền đã trốn xa. Dạ phiêu lăng các loại cũng không có đuổi giết ý tứ. Ngược lại để số rất ít mấy cái sinh linh đào tẩu tránh thoát một kiếp. chương 2389, 2388, ba cái đồ biến thái, hai Dạ phiêu lăng, địa lăng các loại ngước mắt bị trên hư không này kinh thiên đại chiến hấp dẫn chẳng lẽ hung hăng rung động mắt thần hồn tại run rẩy cũng đã là thân là thánh cảnh tu vi người giờ phút này lại là thật sâu cảm giác được bọn hắn liền tác động đến chi lực cũng sẽ không có ba cái kia yêu nghiệt biến thái lại mạnh đến bực này trình độ kinh khủng sinh chuyện gì có người tựa hồ tại đại khai sát giới là ở tranh đoạt phượng hoàng chân noãn à truyền ngôn cái kia trí tôn nghĩ hoàng cùng nhân lại xuất hiện ở nơi đây tuyệt đối không nên tới gần, đó là bậc cường giả đang xuất thủ. Cái này trong đại chiến cũng lần thứ hai hấp dẫn quanh không trung không ít sinh linh cường. Giả đến đây, nhưng không người nào dám tới gần tại tại chỗ rất xa 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 tương vọng. Chỉ là giờ phút này loại kia lan tràn ra khí tức hủy diệt. Cũng đã là để trong lòng mọi người run rẩy bất an, tâm sinh sợ hãi. U u, hư không bắt quái đồ bên trên, năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng tựa như như sóng to gió lớn bỗng nhiên quét sạch mà ra. Bốn phía không gian đều muốn bị phá hủy, trong lúc mơ hồ lộ ra đen kịt vòng sáng. Đen kịt thâm thúy hắc ám, để chúng sinh xa xa nhìn, ánh mắt nhìn qua cũng nổi lên hàn ý. Đám người chỉ là có thể rất xa nhìn thấy. Nhiều loại sáng chói năng lượng đang điên cuồng tương hỗ ăn mòn. Tương hỗ không ngừng phóng xuất ra cuồng bạo năng lượng, đều muốn đem đối phương trấn áp phá hủy. Rầm rầm rốt cục hỗn loạn hư không trên trời cao loại kia tương hộ ăn mòn dây dưa năng lượng bắt đầu. Chậm chậm đồng thời chôn vùi, ngay cả hư không bát quái đồ cũng bị triệt để lật tung. Năng lượng đáng sợ phong bạo cũng dần dần tại bốn phía nơi xa đông đảo hoảng sợ kinh ngạc. Trong ánh mắt chầm chậm tán đi. Phốc phốc, đỗ thiếu phủ cùng tiểu tinh tinh bản thể cùng nhau đẩy lui mở đi ra. Trong miệng đều là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra lập tức đỗ thiếu phủ xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn thân thể cũng lảo đảo trở ra. Đỗ tiểu yêu kim sắc ngũ chỉ sơn phong đẩy lui đồng thời. Lần thứ hai hóa thành xích khảo mã hầu thân thể, khóe miệng đã ở tràn ra vết máu. Trên người quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Đỗ thiếu phủ đạp không, trên người giờ phút này thanh linh khải giáp phía trên có không ít quy. Liệt chỗ, có máu tươi tràn ra ngoài, tiểu tinh tinh bàng đại xích kim chi thân thể bên trên cũng có được một chút vết thương. Xì xì xì, huyết bào lão tổ bản thể tại hư không hiển lộ, huyết quang ảm đạm. Đáng sợ kia cánh thịt phía trên, giờ phút này có một đạo vết kiếm chặt đứt nửa bên cánh phải. Còn lại đồng dạng liên tiếp huyết nhục để cái kia cánh phải không có triệt để tách ra. Máu me đầm đìa, ngao, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt ba bóng người, huyết bào lão tổ hét giận giữ dung trời. Hung đồng bên trong Hàn Quang đấu bắn, nó đường đường thánh thú cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Thế mà bị ba cái tiểu thế hệ trọng thương như thế. Nguyên bản huyết bào lão tổ cũng không đem vị này người nào để ở trong mắt. Trong này ngoại trừ các đại gia tộc cùng tất cả lớn bên trong thú tộc mấy cái lão tổ bên ngoài. Hắn căn bản không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào, huống chi là mấy cái này hậu bối mặc dù mấy cái này hậu bối tựa hồ không đơn giản nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn nhưng đến hiện tại huyết bào lão tổ trong lòng có chân chính kiêng kỵ một người này loại một đầu dị long một cái yêu vật đều là quá biến thái mạnh không thể tưởng tượng nổi đều là thánh cảnh trung kỳ tu vi nhưng bất kỳ một cái nào đều có lấy cùng thánh thú cảnh hậu kỳ chống lại thực lực cái này ba cái biến thái liên thủ càng làm cho hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi Viết bào lão tổ hiện tại rất biệt khuất, có thể lại bắt đầu kiêng kỵ, mới vừa kịch chiến. Nó cơ hồ cũng đã đang liều mạng, nhưng đối phương ba cái kia biến thái. Tựa hồ cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn, thương thế căn bản không biết so với nó trọng. Ầm, hư không nổi lên ba động, có Lôi Đình phun trào, nhìn Đỗ Thiếu phủ, tiểu tinh tinh. Đỗ tiểu yêu ba người đều đã thụ thương, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên cùng nhau mà động cùng tiểu tinh tinh các loại cùng nhau mà đứng, lôi đình võ mạch thôi động. Cũng chuẩn bị gia nhập trong đó. Huyết bào lão tổ ngẩn ra, hung đồng âm thầm lấp lóe, nó một mực tại nhìn trộm. Cái kia trung niên cùng nhân loại nữ tử, cũng tuyệt đối cường hãn, thánh cảnh trung kỳ tu vi. Làm theo có vượt cấp chống lại đối thủ chiến lực, đặc biệt là nữ tử kia. Khả năng vẫn là trong truyền thuyết thiên sinh thánh tôn. Đối phó cái này ba cái biến thái huyết bào lão tổ tự biết mình đã sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi giờ phút này còn lại tăng thêm hai cái không tầm thường. Nó còn đã trải qua bị trọng thương. Tiểu tử, việc này không xong, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Huyết bào lão tổ cắn răng, như vậy lời nói rơi xuống, cái kia tàn cánh chấn không? Theo khổng lồ thân thể tại rụt lại nhỏ, hóa thành huyết quăng, xé rách trước người hư không? Trong nháy mắt phá không rời đi. Lão gia hỏa đừng chạy." Tiểu Tinh Tinh hét lớn, thế nhưng là cũng không đuổi kịp. Thánh cảnh hậu kỳ tới gần đỉnh phong tu vi cường giả một lòng muốn đi. Bọn hắn còn không có thực lực lưu lại. Đỗ Thiếu phủ cũng rất kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới cái kia huyết bào lão tổ thế mà trực tiếp quay người chạy trốn. Không chút rông dài, ngược lại là đi rất khoát. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu thu hồi bản thể, hóa thành hình người, sắc mặt rất ảm đạm trên người cũng có được vết thương chồng chất bộ dáng tái nhợt khóe môi bên trên treo vết máu. Bất quá lại thần sắc cao hứng không thôi. Ba người thế nhưng là đem huyết bào lão tổ cho làm chạy. Đỗ thiếu phủ tình huống cũng không khá hơn chút nào, mắt thấy tiểu tinh tinh cùng đỗ tiểu yêu. Khóe miệng cũng sẽ lòng nhấc lên vẻ mỉm cười, loại này hiểu ý. Ba người đều là trong lòng hiểu rõ, đoạn thời gian này ba người riêng phần mình tiến bộ không ít, chiến lực cũng có thực chất đột tiến. Cho dù là đơn độc cùng một chỗ, ai cũng đều có cùng đồng dạng thánh thú cảnh hậu kỳ cường già. Sức đánh một trận, lập tức đỗ thiếu phủ thu hồi xích khảo mã hầu mạch hồn nguyên thần. Mắt thấy bốn phía một mảnh hỗn độn chiến trường, có thể chạy trốn sinh linh không có mấy cái. Diêu ra, cơ ra người tới cũng bị đánh giết sạch sẽ. Ngay cả y trong tộc cơ thiên tinh cùng diêu thiên vũ cũng bị Đỗ Thiếu Cảnh oanh sát ở tại Lôi Đình Võ Mạch bên trong. Đỗ Thiếu phủ vốn không ý đối phó cơ gia cùng Diêu gia, cho nên mới mở miệng để cái kia hai tộc rời đi. Làm sao cái kia hai tộc còn muốn đục nước béo cò, Đỗ Thiếu phủ cũng chỉ có thể không khách khí. Việc quan hệ Đỗ Tiểu Hoàng cùng Đỗ Tiểu Bá, nhìn hai thằng nhóc bị trọng thương, kém chút sợ là liền muốn hao tổn, cái này đã chạm đến Đỗ Thiếu phủ danh giới cuối cùng tất cả mọi người nghe, còn dám có ý đồ với Phượng Hoàng chân noãn, giết không tha. Mắt thấy nơi xa chu vi xem sinh linh. Trong lúc mơ hồ có không ít cường đại mịt mờ khí tức đang chấn động. Đỗ thiếu phủ thanh âm sen lẫn huyền khí quanh quẩn hư không? Nơi đây không phải nơi ở lâu, đi. Sau đó, đỗ thiếu phủ các loại lần lượt từng bóng người cũng phá, không rời đi. Biến mất ở cái này một mảnh hỗn độn hư không? sau nửa canh giờ đỗ tiểu yêu tìm được chỗ ẩn núp hoang cổ không gian bên trong đám người lần thứ hai gặp mặt trần thanh thuần thiên cổ ngọc dạ phiêu lăng đỗ đình hiên âu dương sảng đái tinh ngữ các loại đều là tương hỗ rất lâu không thấy tự nhiên có một ít lời nói cũng đều là cao hứng không thôi địa lang khung viên phỉ ngư các loại đứng ở một bên ánh mắt nhìn tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu đỗ đình hiên đỗ thiếu cảnh đỗ tiểu hoàng các loại âm thầm tắc lưỡi khủng bố như vậy toàn ra bất kỳ cái gì một cái đều là biến thái a à. ở trong đại chiến đỗ thiếu phủ đã biết rồi đám người khoảng thời gian này tiến bộ dạ phiêu lăng thiên cổ ngọc đại ca chân thanh thuần đều đặt chân thánh cảnh bực này tiến bộ có thể nói là không nhỏ vì đó cao hứng tử quỷ lão cha cùng muội muội đỗ thiếu cảnh cũng đến rồi thánh vũ cảnh trung kỳ như thế để đỗ thiếu phủ cũng không kỳ quái tiểu tinh tinh cùng đỗ tiểu yêu đột phá liền để cho đỗ thiếu phủ mày may cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái, đương nhiên đồng dạng. Ngược lại là đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá tiến bộ, đừng nói là đỗ đình hiên, lôi lão. Đỗ thiếu cảnh, Âu Dương sảng các loại vì đó kinh ngạc. Ngay cả đỗ thiếu phủ cũng rung động không thôi. Bất quá đối với đỗ tiểu hoàng cái này đỗ tiểu bá lần này len lén tiến vào hung địa. Đỗ thiếu phủ cũng tránh không được dạy dỗ vài câu chẳng qua là khi nhìn lấy hai người vết thương chồng chất bộ dáng, lại đau lòng không thôi. Từng thấy từng tới tung hoành ra, pháp ra, danh ra bọn người ở tại cùng một chỗ. Chưa từng giao thủ, Đỗ Đình Hiên nói như vậy, trước đây không lâu gặp qua Huệ Vũ đám người. Nhưng Huệ Vũ các loại người đông thế mạnh, lại là tựa hồ cũng cảm giác được không có phần thắng, không có xuất thủ. Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi khép, ngược lại là cũng không có để ý lấy mình bây giờ thực lực tu vi, nếu là gặp lại huệ vũ đám người, cho dù là đều cùng một chỗ. Cũng trực tiếp đánh chết chính là, miễn lưu hậu hoạn. chương 2390, 2389, Phượng Hoàng Trân Noãn, 1. Ma sát, giả lâu tuyệt giới, ma linh ba người đã từng hiện thân qua. Ma sát tựa hồ xưa đâu bằng nay, cường hoành lên không ít. Giả lâu tuyệt giới cùng ma linh cũng đặt chân thánh cảnh. Đỗ thiếu cảnh mở miệng, nàng gặp được ma sát, giả lâu tuyệt giới còn có ma linh ba người. Cũng chưa từng giao thủ, sẽ chỉ chết riêng phần mình cảnh giác. Nâng lên ma sát các loại, đỗ thiếu phủ chính là trong lòng ngưng trọng. Hiện tại chín vị tử lôi huyền đỉnh thế nhưng là đều rơi vào trong tay ma giáo. Còn có giả lâu tuyệt giới, sợ là để nãi nãi giả lâu ma la. Nghĩa phụ giả lâu trường thiên các loại một mực không yên lòng. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng chưa hề nói, nhưng đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được. Nãi nãi cùng tâm nguyện của nghĩa phụ. Hẳn là để già lâu ma la một ngày kia có thể chém tới ma cốt ma trở về trong tộc. Cái kia ma linh có lẽ cùng chúng ta đỗ ra có một chút quan hệ, rất thần bí, ta luôn cảm giác. Giống như là quen thuộc chi nhân. Do dự một hồi, Đỗ Đình Hiên mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Thiếu Cảnh nói ra. Lần gặp mặt sau, có thể tìm tói đỗ thiếu phủ đứng thẳng lông mày trên người ma linh có lôi đình võ mạch vậy dĩ nhiên cùng đỗ ra thoát không được quan hệ chính là vật này ta cũng không biết là cái gì bọn hắn nói là phượng hoàng chân noãn trong tay đỗ tiểu hoàng móc ra một cái lớn chừng bàn tay toàn thân tràn ngập thất thải quang mang hình bầu dục chi vật tựa như trứng gà toàn thân lại là óng ánh trong suốt oanh trong lúc vật xuất hiện một cỗ hùng hồn uy áp khí tức cũng theo đó lan tràn làm cho phỉ ngư liệt điêu các loại âm thầm biến sắc. a à, tiểu tinh tinh mắt lộ ra quang mang nhận lấy đỗ tiểu hoàng vật trong tay cẩn thận quan sát một hồi có một sợi ánh sáng bảy màu từ trong tay tuôn ra cuối cùng lướt vào trong đó xì 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 nhất thời thần bí kia chi vật bên trên từng tầng từng tầng răng đầy phù lục bí văn nổi lên tựa như có hỏa diễm tại tràn động, phát họa ra một loại đặc thù đường vân. Không sai, đích thật là phượng hoàng chân noãn. Lập tức tiểu tinh tinh trong tay ánh sáng bảy màu vừa thu lại, mang theo tiếc nuối. Đối với đám người nói ra, bất quá cái này phượng hoàng chân noãn lại là gần chết chi vật. Gần chết chi vật, nghe vậy, đám người nghi hoặc không hiểu, đối với tiểu tinh tinh lời nói. Đương nhiên sẽ không hỏng ý, ai cũng biết tiểu tinh tinh cùng phượng hoàng nhất tộc thế nhưng là có to lớn quan hệ. Cái này Phượng Hoàng chân noãn là chân chính Phượng Hoàng chi vật. Đến từ cực kỳ viễn cổ thời điểm, bất quá không biết nguyên nhân gì, bị to lớn tổn thương. Có lẽ là kỳ mẫu thể lúc trước thụ trọng thương ảnh hưởng, tóm lại. Cái này Phượng Hoàng chân noãn sợ là khó mà ấp ra một cái chân chính viễn cổ Phượng Hoàng tới. Tiểu tinh tinh khẽ nhíu mày, con người khẽ nhúc nhích, lập tức nói ra. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội phượng hoàng nhất tộc có niết bàn sống lại thiên phú nếu là có thể tìm tới chân chính phượng hoàng tinh huyết có lẽ có cơ hội có thể làm cho cái này phượng hoàng chân noãn khôi phục chữa trị cuối cùng chứng nở trên người ngươi máu phải cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ có thể thực hiện đỗ thiếu phủ nhìn hướng về phía tiểu tinh tinh cái này nếu là có thể để một cái chân chính viễn cổ phượng hoàng chứng nở đây chính là không được sự tình Tiểu tinh tinh rất bất đắc dĩ trợn nhìn đỗ thiếu phủ một chút. Rất là ngạo nghễ vảnh vảnh lên miệng nói ra cha. Trên người ta máu mặc dù so với phượng hoàng tinh huyết mạnh hơn nhiều. Bất quá đây là phượng hoàng chân noãn còn bị trọng thương, máu của ta đối với hắn vô dụng. Chắc chắn sẽ trực tiếp đem cái này gần chết phượng hoàng chân noãn làm hỏng. Cần chân chính phượng hoàng tinh huyết mới được. Dạng này a à đỗ thiếu phủ nhíu nhíu mày, tìm chân chính phượng hoàng tinh huyết hẳn là cũng không phải một. Chuyện dễ dàng, huống chi lấy chân chính phượng hoàng tinh huyết đi sửa phục cái này còn không? Xác định có thể hay không chứng nở phượng hoàng chân noãn? Sợ là người bình thường cũng sẽ không như vậy đi phung phí của trời đi mạo hiểm. Cái này phượng hoàng chân noãn là gần chết chi vật nhưng là còn có cơ hội đem chứng nở cha. Ta nhất định phải muốn tìm phượng hoàng tinh huyết đem chữa trị đỗ tiểu hoàng nói ra nàng đối với phượng hoàng nhất tộc có đặc thù tình cảm khi lấy được cái này phượng hoàng chân noãn thời điểm đã từng đạt được chỗ tốt to lớn cho nên hy vọng đem cái này phượng hoàng chân noãn chữa trị chứng nở được cha giúp ngươi tìm phượng hoàng tinh huyết đỗ thiếu phủ vỗ đỗ tiểu hoàng cái ót mỉm cười tiểu nha đầu này mặc dù liều lĩnh len lén tiến vào hung địa nhưng suy nghĩ kỹ một chút cường giả cho tới bây giờ đều là ở trong ma luyện lớn lên. Nếu không phải tiến nhập cái này hung địa, sợ là tiểu nha đầu này cũng vô pháp cứu đặt chân đến rồi thánh thú cảnh sơ kỳ, nghĩ vậy. Cũng sẽ không lại có lấy trách cứ lòng của đổi lại là bản thân. Làm sao không biết chọn lựa như vậy? Sau đó, Đỗ Tiểu Bá lấy ra một tờ kinh văn, giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Hắn Kim Cương Phật ảnh chính là từ trong đó lĩnh hội mà ra, thu được chỗ tốt to lớn khả năng này cùng phật gia có quan hệ hẳn là phật gia một loại nào đó vô thượng công pháp đáng tiếc không lành lạn đỗ thiếu phủ đỗ đình hiên đỗ thiếu cảnh các loại cẩn thận nghiên cứu một phen về sau đem một tờ kinh văn trả lại cho đỗ tiểu bá đối với bọn hắn mà nói mặc dù cái này phật gia vô thượng công pháp bất phàm nhưng chỉ là phế phẩm không cần dùng nhiều thời gian nghiên cứu tự thân đã có cường đại thủ đoạn cùng tìm hiểu áo nghĩa tham thì thâm đạo lý đều hiểu nếu như về sau có cơ hội đem công pháp này tìm đủ tất nhiên không đơn giản vừa vặn rất tốt hảo lĩnh hội đỗ thiếu phủ nói với đỗ tiểu bá cảm giác cái kia một tờ kinh văn thật không đơn giản nói không chừng có lai lịch cực kỳ lớn sau đó cùng đám người tán gẫu một hồi trong khoảng thời gian này riêng mình tao ngộ cùng ma luyện về sau đỗ thiếu phủ cùng đám người chính là ở bên trong hoang cổ không gian riêng phần mình chữa thương cùng thổ nạp khôi phục trận đại chiến này đỗ thiếu phủ tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu ba người ngược lại là thương thế nặng nhất cũng tiêu hao đến rồi cực hạn tiểu tinh tinh cũng không ngoại lệ thúc giục mấy lần đáng sợ thủ đoạn loại kia tiêu hao quá mức to lớn đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá thương thế cũng rất nặng nếu không phải huyết bào lão tổ một lòng muốn giữ lại hai người người sống sợ là hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi hoang cổ không gian bên trong thời gian ngược lại để đám người không cần lo lắng nhiều có thể yên tâm chữa thương uống không ít bảo dược đỗ thiếu phủ thổ nạp điều tức trên người bị một tầng tầng ánh sáng màu vàng óng bao phủ trong đầu đã ở tiếp tục tham ngộ lấy chảm không ba kiếm chảm không ba kiếm và không gian áo nghĩa có quan hệ cái này khiến đỗ thiếu phủ hứng thú như là có thể ở trên không gian áo nghĩa càng tiến một bước có lẽ chảm không ba kiếm liền có thể lĩnh hội thành công mà giờ khác này thiên viêm từ cốc bên trong phát sinh cùng một chỗ đã trải qua như gió bão cuốn hết về phía cổ hoang hung địa các nơi cái kia đạt được phượng hoàng chân noãn trí tôn nghĩ hoàng lại là thần bí kia đại bằng hoàng nữ nhi, diêu gia cơ gia đông đảo cường giả bị đánh giết. Thú minh đông đảo cường giả hao tổn, cái kia toàn ra sát thần. Chọn vẹn đánh chết gần 20 cái thánh cảnh cường giả A, bao khỏa diêu gia cơ gia. Còn có cổ lan thiên điêu nhất tộc thánh cảnh cường giả ở bên trong. Thiên viêm từ cốc bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tin tức như vậy truyền ra, các phương động dung, ai cũng phát run. Đại bằng hoàng còn sống, chưa từng hao tổn. Đại bằng hoàng bên người thế nhưng là có cả một nhà, đều là đáng sợ hạng người. Ta nghe nói, cái kia đại bằng hoàng đám người, khả năng đến từ ngoại giới. Đừng có lại có ý đồ với phượng hoàng chân noãn, cái kia toàn ra thật đáng sợ. Nghe nói bảo hào nhất tộc huyết bào lão tổ cũng bại. Bị đại bằng hoàng toàn ra liên thủ đánh bại, chật vật mà chạy. Thật vậy chăng, huyết bào lão tổ thế nhưng là siêu cấp cường giả A tựa hồ đã trải qua tới gần thánh thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi. Thật là đáng sợ, cái kia đại bằng hoàng toàn ra đều là biến thái sao. Khắp nơi đang nghị luận, vì đó run rẩy Không có mấy người còn dám có ý đồ với phượng hoàng chân noãn, huyết bào lão tổ đều chạy. Bình thường người ai còn dám lại đánh chủ ý. Không gian tiêu điều, sơn cốc tĩnh mịch, lờ mờ nặng nề. Thâm cốc trước đó, một cái bào mũ che đậy đầu. Toàn thân bao phủ áo khoác ngoài thân ảnh đứng ở cự thạch trước, huyết sát khí tức ba động. Trước người có hơn 10 cỗ toàn thân héo rút, giống như là bị hấp thụ tinh huyết cùng hồn phách thi thể, chỉ để lại khô đét nhục thân. Không nghĩ tới Đỗ thiếu phủ càng ngày càng mạnh, cái này bào mũ che phủ thân ảnh bên người, còn có cái này một bóng người lặng yên không một tiếng động vậy mà đứng. Cũng là bào mũ trang phục, thân ảnh thon dài lộ ra hai con ngươi hiện ra sám trắng khiếp người quang mang. Hừ, chúng ta cũng xưa đâu bằng nay, sớm đã không phải là lúc trước. Nghe vậy, cái trước có chút ngước mắt, hai con ngươi hiện ra khiếp người lập lè quang mang. mươi 2389, Phượng Hoàng chân Noãn, 1. Ma sát, giả lâu tuyệt giới, ma linh ba người đã từng hiện thân qua. Ma sát tựa hồ xưa đâu bằng nay, cường hoành lên không ít già lâu tuyệt giới cùng ma linh cũng đặt chân thánh cảnh. Đỗ thiếu cảnh mở miệng, nàng gặp được ma sát, già lâu tuyệt giới còn có ma linh ba người. Cũng chưa từng giao thủ, sẽ chỉ chết riêng phần mình cảnh giác. Nâng lên ma sát các loại, đỗ thiếu phủ chính là trong lòng ngưng trọng. Hiện tại chín vị tử lôi huyền đỉnh thế nhưng là đều rơi vào trong tay ma giáo. Còn có già lâu tuyệt giới, sợ là để nãi nãi già lâu ma la nghĩa phụ già lâu trường thiên các loại một mực không yên lòng mặc dù bọn hắn ngoài miệng chưa hề nói nhưng đỗ thiếu phủ có thể cảm giác được nãi nãi cùng tâm nguyện của nghĩa phụ hẳn là để già lâu ma la một ngày kia có thể chém tới ma cốt ma trở về trong tộc cái kia ma linh có lẽ cùng chúng ta đỗ ra có một chút quan hệ rất thần bí ta luôn cảm giác giống như là quen thuộc chi nhân do dự một hồi đỗ đình hiên mở miệng đối với đỗ thiếu phủ cùng đỗ thiếu cảnh nói ra lần gặp mặt sau có thể tìm tòi đỗ thiếu phủ đứng thẳng lông mày trên người ma linh có lôi đình võ mạch vậy dĩ nhiên cùng đỗ ra thoát không được quan hệ chính là vật này ta cũng không biết là cái gì bọn hắn nói là phượng hoàng chân noãn trong tay đỗ tiểu hoàng móc ra một cái lớn chừng bàn tay toàn thân tràn ngập thất thải quang mang hình bầu dục chi vật tựa như trứng gà toàn thân lại là óng ánh trong suốt oanh trong lúc vật xuất hiện một cỗ hùng hồn uy áp khí tức cũng theo đó lan tràn làm cho phỉ ngư liệt điêu các loại âm thầm biến sắc a à, tiểu tinh tinh mắt lộ ra quang mang nhận lấy đỗ tiểu hoàng vật trong tay cẩn thận quan sát một hồi có một sợi ánh sáng bảy màu từ trong tay tuôn ra cuối cùng lướt vào trong đó xì 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 Nhất thời, thần bí kia chi vật bên trên, từng tầng từng tầng răng đầy phù lục bí văn nổi lên. Tựa như có hỏa diễm tại tràn động, phát họa ra một loại đặc thù đường vân. Không sai, đích thật là phượng hoàng chân noãn. Lập tức tiểu tinh tinh trong tay ánh sáng bảy màu vừa thu lại, mang theo tiếc nuối. Đối với đám người nói ra, bất quá cái này phượng hoàng chân noãn lại là gần chết chi vật. Gần chết chi vật, nghe vậy, đám người nghi hoặc không hiểu, đối với tiểu tinh tinh lời nói. Đương nhiên sẽ không hỏng ý, ai cũng biết Tiểu Tinh Tinh cùng Phượng Hoàng nhất tộc thế nhưng là có to lớn quan hệ. Cái này Phượng Hoàng chân noãn là chân chính Phượng Hoàng chi vật. Đến từ cực kỳ viễn cổ thời điểm, bất quá không biết nguyên nhân gì bị to lớn tổn thương. Có lẽ là kỳ mẫu thể lúc trước thụ trọng thương ảnh hưởng, tóm lại. Cái này Phượng Hoàng chân noãn sợ là khó mà ấp ra một cái chân chính viễn cổ Phượng Hoàng tới tiểu tinh tinh khẽ nhíu mày con người khẽ nhúc nhích lập tức nói ra bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội phượng hoàng nhất tộc có niết bàn sống lại thiên phú nếu là có thể tìm tới chân chính phượng hoàng tinh huyết có lẽ có cơ hội có thể làm cho cái này phượng hoàng chân noãn khôi phục chữa trị cuối cùng chứng nở trên người ngươi máu phải cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ có thể thực hiện đỗ thiếu phủ nhìn hướng về phía tiểu tinh tinh cái này nếu là có thể để một cái chân chính viễn cổ phượng hoàng trứng nở. Đây chính là không được sự tình. Tiểu tinh tinh rất bất đắc dĩ trợn nhìn đỗ thiếu phủ một chút. Rất là ngạo nghễ vảnh vảnh lên miệng, nói ra, cha. Trên người ta máu mặc dù so với phượng hoàng tinh huyết mạnh hơn nhiều. Bất quá đây là phượng hoàng chân noãn, còn bị trọng thương, máu của ta đối với hắn vô dụng. Chắc chắn sẽ trực tiếp đem cái này gần chết phượng hoàng chân noãn làm hỏng cần chân chính phượng hoàng tinh huyết mới được. Dạng này a à, đỗ thiếu phủ nhíu nhíu mày, tìm chân chính phượng hoàng tinh huyết hẳn là cũng không phải một. Chuyện dễ dàng, huống chi lấy chân chính phượng hoàng tinh huyết đi sửa phục cái này còn không? Xác định có thể hay không chứng nở phượng hoàng chân noãn. Sợ là người bình thường cũng sẽ không như vậy đi phung phí của trời đi mạo hiểm. Cái này phượng hoàng chân noãn là gần chết chi vật nhưng là còn có cơ hội đem chứng nở cha ta nhất định phải muốn tìm phượng hoàng tinh huyết đem chữa trị đỗ tiểu hoàng nói ra nàng đối với phượng hoàng nhất tộc có đặc thù tình cảm khi lấy được cái này phượng hoàng chân noãn thời điểm đã từng đạt được chỗ tốt to lớn cho nên hy vọng đem cái này phượng hoàng chân noãn chữa trị chứng nở được cha giúp ngươi tìm phượng hoàng tinh huyết đỗ thiếu phủ vỗ đỗ tiểu hoàng cái ót mỉm cười tiểu nha đầu này mặc dù liều lĩnh len lén tiến vào hung địa nhưng suy nghĩ kỹ một chút cường giả cho tới bây giờ đều là ở trong ma luyện lớn lên nếu không phải tiến nhập cái này hung địa sợ là tiểu nha đầu này cũng vô pháp cứu đặt chân đến rồi thánh thú cảnh sơ kỳ nghĩ vậy cũng sẽ không lại có lấy trách cứ lòng của đổi lại là bản thân làm sao không biết chọn lựa như vậy sau đó đỗ tiểu bá lấy ra một tờ kinh văn giao cho đỗ thiếu phủ hắn kim cương Phật ảnh chính là từ trong đó lĩnh hội mà ra thu được chỗ tốt to lớn. Khả năng này cùng Phật gia có quan hệ, hẳn là Phật gia một loại nào đó vô thượng công pháp. Đáng tiếc không lành lạn, đỗ thiếu phủ, đỗ đình hiên, đỗ thiếu cảnh các loại cẩn thận nghiên cứu một phen về sau. Đem một tờ kinh văn trả lại cho đỗ tiểu bá, đối với bọn hắn mà nói. Mặc dù cái này Phật gia vô thượng công pháp bất phàm, nhưng chỉ là phế phẩm không cần dùng nhiều thời gian nghiên cứu. Tự thân đã có cường đại thủ đoạn cùng tìm hiểu áo nghĩa, tham thì thâm đạo lý đều hiểu. Nếu như về sau có cơ hội đem công pháp này tìm đủ, tất nhiên không đơn giản. Vừa vặn rất tốt hảo lĩnh hội. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Tiểu Bá. Cảm giác cái kia một tờ kinh văn thật không đơn giản, nói không chừng có lai lịch cực kỳ lớn. Sau đó, cùng đám người tán gẫu một hồi trong khoảng thời gian này riêng mình tao ngộ cùng ma luyện về sau đỗ thiếu phủ cùng đám người chính là ở bên trong hoang cổ không gian riêng phần mình chữa thương cùng thổ nạp khôi phục trận đại chiến này đỗ thiếu phủ tiểu tinh tinh đỗ tiểu yêu ba người ngược lại là thương thế nặng nhất cũng tiêu hao đến rồi cực hạn tiểu tinh tinh cũng không ngoại lệ thúc giục mấy lần đáng sợ thủ đoạn loại kia tiêu hao quá mức to lớn đỗ tiểu hoàng cùng đỗ tiểu bá thương thế cũng rất nặng nếu không phải huyết bào lão tổ một lòng muốn giữ lại hai người người sống sợ là hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi hoang cổ không gian bên trong thời gian ngược lại để đám người không cần lo lắng nhiều có thể yên tâm chữa thương uống không ít bảo dược đỗ thiếu phủ thổ nạp điều tức trên người bị một tầng tầng ánh sáng màu vàng óng bao phủ trong đầu đã ở tiếp tục tham ngộ lấy chảm không ba kiếm chảm không ba kiếm và không gian áo nghĩa có quan hệ cái này khiến đỗ thiếu phủ hứng thú như là có thể ở trên không gian áo nghĩa càng tiến một bước có lẽ chảm không ba kiếm liền có thể lĩnh hội thành công mà giờ khác này thiên viêm từ cốc bên trong phát sinh cùng một chỗ đã trải qua như gió bão cuốn hết về phía cổ hoang hung địa các nơi cái kia đạt được phượng hoàng chân noãn trí tôn nghĩ hoàng lại là thần bí kia đại bằng hoàng nữ nhi, diêu gia, cơ gia đông đảo cường giả bị đánh giết. Thú minh đông đảo cường giả hao tổn, cái kia toàn ra sát thần. Chọn vẹn đánh chết gần 20 cái thánh cảnh cường giả A, bao khỏa diêu gia, cơ gia. Còn có cổ lan thiên điêu nhất tộc thánh cảnh cường giả ở bên trong. Thiên viêm từ cốc bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tin tức như vậy truyền ra, các phương động dung, ai cũng phát run. Đại bằng hoàng còn sống, chưa từng hao tổn. Đại bằng hoàng bên người thế nhưng là có cả một nhà, đều là đáng sợ hạng người. Ta nghe nói, cái kia đại bằng hoàng đám người, khả năng đến từ ngoại giới. Đừng có lại có ý đồ với phượng hoàng chân noãn, cái kia toàn ra thật đáng sợ. Nghe nói bảo hào nhất tộc huyết bào lão tổ cũng bại. Bị đại bằng hoàng toàn ra liên thủ đánh bại, chật vật mà chạy. Thật vậy chăng, huyết bào lão tổ thế nhưng là siêu cấp cường giả A. À tựa hồ đã trải qua tới gần thánh thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi. Thật là đáng sợ, cái kia đại bằng hoàng toàn ra đều là biến thái sao. Khắp nơi đang nghị luận, vì đó run rẩy Không có mấy người còn dám có ý đồ với phượng hoàng chân noãn, huyết bào lão tổ đều chạy. Bình thường người ai còn dám lại đánh chủ ý. Không gian tiêu điều, sơn cốc tĩnh mịch, lờ mờ nặng nề. Thâm cốc trước đó, một cái bào mũ che đậy đầu. Toàn thân bao phủ áo khoác ngoài thân ảnh đứng ở cự thạch trước, huyết sát khí tức ba động. Trước người có hơn 10 cỗ toàn thân héo rút, giống như là bị hấp thụ tinh huyết cùng hồn phách thi thể, chỉ để lại khô đét nhục thân. Không nghĩ tới Đỗ Thiếu phủ càng ngày càng mạnh. Cái này bào mũ che phủ thân ảnh bên người. Còn có cái này một bóng người lặng yên không một tiếng động vậy mà đứng. Cũng là bào mũ trang phục, thân ảnh thon dài lộ ra hai con người hiện ra xám trắng khiếp người quang mang. Hừ, chúng ta cũng xưa đâu bằng nay, sớm đã không phải là lúc trước. Nghe vậy, cái trước có chút ngước mắt, hai con người hiện ra khiếp người lập loè quang mang.